Thì Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết rằng khi mình còn nhỏ, tự mình ở một cái cảnh như thế nào là tự mình phải vươn lên, mình sống. Thì cuộc đời này nó cũng vậy thôi. Cho nên tịnh độ không phải là đợi chết mình mới đi một cái quốc độ nào đó kêu là tịnh độ. Nếu mình không lập tức đem cái tâm tu tập của mình để quán chiếu, để chuyển biến cái cảnh đó ra thành tịnh độ. Cái nhà mình dơ, không lẽ bỏ nhà đi đi vô khách sạn ở tại nó sạch, thì tự động phải biết clean up, dọn dẹp thế nào để nó gọn gàng, để mình sống, vì nó là cái nhà của mình. Thế thôi. Đại chúng hiểu ý là vậy. Con rất kính mong thầy giải đáp uất ức trong lòng mẹ. Đó là ba con. Đời này ba giúp nhiều người sống hiền lành nhưng vẫn bị ung thư ác tính giai đoạn cuối. Mẹ không rõ vì sao ba lại bị như vậy. Ý nói giống như là mình trách đó. Tại sao mình sống tốt quá mà giờ mình bị bệnh? Thưa đại chúng, cái này nó không liên hệ gì. Bây giờ quý vị cứ quán vậy nè. Trong cuộc đời này có người nào mà không có một vấn đề để chết không? Phải có bệnh mới chết, phải có vấn đề gì mới chết được chứ. Và Pháp Hòa thường hay nói đùa đó, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết là chắc. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nó chắc chết. Và mình đừng có lo là chắc chết, bởi vì chết chắc. Có nhiều khi Pháp Hòa đem cái chén cơm tới cho một bác. Ôi trời trời ơi, tội chết thầy ơi. Pháp Hòa thấy thì đằng nào cũng phải có chuyện để chết. Mình hay nói tội chết, tổn phước chết, gì cũng chết á, phải không? Trời ơi tức chết, vui chết. Thì có phải có lý do để chết. Và thưa đại chúng rằng á, một khi mình có thân thì mình phải thọ một cái thứ hai, một cái sau của cái thân này là gì? Đó là bệnh thân. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ người đó không bệnh ung thư chết, hay là người đó không trúng gió chết, hoặc là người đó trúng gió mà không chết, nằm liệt giường liệt chứ. Rồi mình nói là sao? Tu hành mà tại sao tôi làm tốt quá mà tôi bị như vậy? Trên cuộc đời này á, mình phải có một vấn đề gì nó xảy đến mình mới có thể đi chết. Cho nên buồn rồi trách thì cái đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy chúng ta sống quá tốt mà tại sao chúng ta gặp cảnh khổ. Nhưng mà nếu chúng ta quán sâu nữa thì chúng ta thấy rằng ủa, cuộc đời này ngay cả thầy tu cũng chết mà. Mà thầy tu từ nhỏ tới lớn và thầy giúp bao nhiêu người, cuối cùng á là thầy cũng chết. Và thầy nhiều khi thầy cũng chết do những cái bệnh tật hiểm nghèo, và thậm chí thầy bị tai nạn thầy chết. Xin thưa đại chúng là quý vị thỉnh thoảng cũng nghe, như vừa rồi đầu năm có một sư cô bị chết chìm, một thầy vừa rồi ở bên Âu Châu cũng bị chết đuối, rồi ni sư Trí Hải trên đường đi từ thiện về bị tai nạn xe, mà đâu phải một mình sư mất đâu, bốn người đệ tử mất theo. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, rõ bên Mỹ mình cách đây mười mấy 20 năm có Hòa Thượng Duy Lực, ngài cũng bị tai nạn xe, ngài mất. Thì không lẽ bây giờ mình nói là các vị không tu, phải không? Thành thử ra mình trách thì cũng thông cảm thôi. Nhưng mà cũng là thưa như vậy để đại chúng biết rằng cuộc đời này chúng ta có mặt ở đây, những gì chúng ta thiện lành trong đời này đó là mới đời này thôi. Còn những cái quá khứ mình không biết, và có thể những cái quá khứ mình đã tạo những cái gì đó mà mình đời này mình phải gặp. Và còn nếu nói hiện thực hơn, không có một cái gì ở đây mà tự động nói. Ví dụ như cái nhà nó tự động nó sập đó, như cái chùa ở bên Mỹ có một cái chùa nửa đêm nó sập, không lẽ nói Phật không linh không? Thì bây giờ cái nhà cất không có kỹ, hoặc là những cái vật dụng trong đó, những cột kèo trong đó tới lúc nó rã nó rỉu thì nó phải collapse thôi, nó phải tiêu hủy thôi. Đó là chuyện bình thường, có thân là phải có khổ, mà chưa nói là nó hoại.
Nếu mình quán cái pháp đó là tất cả các pháp nó đang hoại dần chứ đâu phải đợi một lúc mà nó hoại đâu. Quý vị biết là mình có phải già mỗi giây phút không? Đâu phải mình hết năm mình mới già đâu. Mình già trong từng giây từng phút, già mỗi ngày, rồi đến hết 365 ngày cái mình kêu lạng tuổi. Bây giờ ví dụ như mai mốt thế giới thống nhất với nhau là 500 ngày mới kêu một năm, ví dụ vậy đi, thì mình đợi hết 500 ngày cái mình kêu tôi một tuổi đó. Thật ra đâu có quy định gì đâu, đâu có ai quy định mấy trăm ngày mới gọi là năm. Hiện tại bây giờ cả cái quả đất này ta thống nhất là vậy, thì mình đã đồng ý là vậy thôi. Cho nên mình phải đi theo cái bình thường của cuộc sống như vậy. Con ngựa có đường tăng là symbol gì? Trời ơi, mô Phật. Hết người rồi tới ngựa. Em có đi ngựa đó em biết. Mắt thấy em mặc đồ sao thì hỏi em ngựa. Thưa đại chúng, đó là thật sự ra đó, ngài Huyền Trang đời Đường ở Trung Quốc là một nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa. Cái sự việc ngài đi thỉnh kinh ở Ấn Độ là một sự việc có thật, và cái đường đi của ngài gian nan và chỉ một mình chứ không có ai khác. Lúc đầu có một vài người đi theo, nhưng sau đó là họ bỏ cuộc hết, còn một mình ngài vân du. Thời gian đi và về là 7 năm. Ngài ở tại Ấn Độ, học tiếng Ấn Độ, học giáo pháp tại cái trường Phật học Ấn Độ Nalanda 10 năm. Như vậy là thời gian ròng rã ở đi về của ngài là 17 năm. Khi ngài trở về Trường An, ngài chở kinh sách tượng Phật về, và vua Đường đã xây nên một cái ngôi chùa để mời ngài vào trong đó dịch kinh, và ngài đã để ra thời gian là 19 năm để dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Và cái con đường đi của ngài nó gian nan, và nó được người ta truyền miệng ra rất là nhiều những câu chuyện gọi là thần thoại về chuyến đi của ngài. Tác giả Ngô Thừa Ân đã gom tất cả những câu chuyện truyền thuyết đó để viết lên một bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký. Như vậy thì tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký hoàn toàn không có thật và không đúng sự thật. Chỉ có một nhân vật thật trong đó được mượn, đó là ngài Huyền Trang. Còn cái việc ngài Huyền Trang bị người ta thả, bị được mẹ thả trôi sông, trôi vô cái chùa rồi được thầy nuôi đó, rồi được Quan Âm thị hiện ban cái cà sa rồi nói đi Tây Phương, tất cả tình tiết trong Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Mình phải rõ cái đó trước. Điều thứ hai, ông Ngô Thừa Ân là tác giả bộ truyện Tây Du Ký này là một người có thể nói là hiểu đạo lý rất nhiều. Cho nên ông đã dựng lên những nhân vật và những câu chuyện trong đó đều mang cái tính chất rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa nói là tham sân si là tượng trưng cho tham là ai? Bát giới, sân là tề thiên, và si là sa tăng. Ba người đó là tượng trưng cho tham sân si đệ tử của một người thầy. Giống như mình như Huyền Trang, như Huyền Tăng vậy đó, mình như Đường Tăng. Có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ muốn chuyển hóa tham sân si thì phải tu giới, tu định, tu tuệ. Chuyển tham sân si bằng cách tu giới, tu định, tu tuệ. Cái con ngựa ở trong phim kể đó bị người ta nuốt đúng không? Bị thái tử ở Long Cung nuốt ngựa, rồi sau đó phải trả bằng cách là cái thái tử phải biến thành con ngựa để cho Huyền Trang đi. Tại sao Ngộ Không có thần thông không đằng vân đưa thầy trò đi tới Tây Phương một cái vèo, mà phải để cho thầy trò trải qua 81 cái nạn?
Như vậy thì đi Tây Phương nghĩa là tất cả chúng ta đang có ý chí muốn đưa tâm mình tới chỗ thiện. Mà trên con đường tu thiện không phải dễ dàng như mình nghĩ, mà nó phải trải qua bao nhiêu những thử thách, những khó khăn. Quý vị đồng ý chưa? Suốt 3 ngày nay quý vị có bị thử thách không? Trời lạnh nè, trời mưa nè, đau lưng nè, đau cẳng nè, ăn tối nè, hôm qua cũng có nhiều người đói mà đâu dám ăn. Ví dụ vậy, đó là thử thách. Đó là thử thách, nếu mình vượt được nó thì mình tới Tây Phương. Cho nên khi mà gặp mình nói một cái ví dụ, tại sao không đàn vân mà phải cởi ngựa? Bởi vì lúc này con ngựa là tượng trưng cho phương tiện. Muốn tới Tây Phương phải đi bằng đường bộ, mà muốn đi thì phải có phương tiện để đi, là phương tiện là con ngựa. Cũng như chúng ta vậy, bởi vì chúng ta mỗi người âm điệu tụng một kiểu, cho nên phải có cái mỏ để dẫn tất cả chúng ta tụng cho nó cùng âm, rồi để có cái chuông lâu lâu thỉnh lên để tỉnh giác chúng ta phải trở về, đừng có phóng túng chạy nhảy cái tâm của mình. Như vậy chuông mỏ là phương tiện giúp cho tất cả chúng ta tụng kinh trong cái hài hòa điềm, cùng một cái âm điệu làm cho cái năng lực tâm của mình được dồi dào. Cái áo tràng nó chỉ là tấm vải, nhưng mai qua cái hình thức đó, màu lam tượng trưng cho nhan khói hiền lành, màu của sự thanh tao giải thoát. Mặc cái áo tràng vào tự nhắc nhở mình phải thể hiện cho được cái nét hiền dịu nhẹ nhàng. Như vậy thì tất cả đều là phương tiện, thì con ngựa này cũng là phương tiện. Con ngựa phương tiện để tới Tây Phương, thì cái bình bát của đường tăng là phương tiện để đi thân. Cho nên tới Tây Phương thỉnh kinh, hỏi có gì trao đổi không? Nhớ không? Nhớ cái đoạn phút cuối đó không? Thì cuối cùng Ngài Huyền Trang phải đưa cái bình bát trao đổi với Ngài Ca Diếp A Nan để có được kinh có chữ. Không có cái gì trao đổi thì kinh không có chữ, mà chân kinh thì làm gì có chữ. Mà bây giờ thế giới con người mình cần có chữ để hiểu. Bây giờ anh muốn có chữ. Có chữ tức là có vướng mắc. Mà có vướng mắc là có đối đãi. Có đối đãi là có vướng mắc, cho nên lấy bình bát làm biểu tượng. Tôi chỉ nói một vài điểm vậy thôi. Quý vị muốn nghe, quý vị tìm cái bộ Phóng Hòa nói về Tây Du Ký 18 gì á. Cái bộ đó có cái tên là Theo Dấu Đường Tăng. Quý vị lên Google, quý vị bấm cũng có cái bộ đó lên. Rồi Pháp Hoài dựa theo cái bộ phim Trung Quốc đóng hồi năm 1986 đó, Pháp Hoài giải thích từng đoạn những nhân vật và những đoạn phim đó, để rồi đại chúng thấy được Tây Du Ký là một bộ tiểu thuyết hư cấu, nhưng mà hư cấu có đạo lý để chúng ta nương vào. Con chỉ hỏi tại sao Đức Phật chỉ là người thường như mình tu thành đạo, vậy tại sao mình lại xin phước Đức Phật phù hộ từ những vị Phật Bồ Tát bằng cách đọc chú và cầu xin? Thấy không? Thì đúng như vậy, Đức Phật rất là bình thường. Nhưng mà thưa đại chúng, là tại sao mình ở trước Phật mình tụng, mình xin này xin kia? Thật ra mình nói đó không phải là mình xin cái tượng đó, nhưng mà bức tượng đó là một biểu tượng cho mình đưa tâm mình hướng thượng. Phóng vào ví dụ, bây giờ mình đứng trước Phật mình tụng: con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình nói cho ai? Mình tự phát nguyện cho chính mình mà, con nguyện làm điều đó. Nhưng bây giờ nếu mình đứng không mình nói vậy, mình không có cảm. Giờ mình đứng trước Phật, lấy biểu tượng là tượng Phật, và tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình đưa cái tâm mình hướng thượng. Mình nói với Phật như là mình bộc bạch với Phật, nhưng mà thật sự đó là một sự hướng tâm. Phóng vào ví dụ như á, ngày mẹ mình sinh nhật, ba mình sinh nhật, mình đi mua một cái cạc, mình về mình viết những lời thương yêu. Như vậy trong lúc đó ai làm cái biểu tượng để mình nghĩ ra được tất cả những tình thương, lời lẽ hay để mình viết? Ai? Cha hay là mẹ?
Hay nữa, nếu cha là một đối tượng chủ của cái cạc đó thì tất cả những hình ảnh đẹp gì của người cha mà mình muốn nói và mình hứa với ba, mình thương ba, mình viết ra, ba lúc đó là biểu là cái đối tượng để tâm mình phát khởi những cái hình ảnh đẹp. Đức Phật cũng vậy. Cho nên nói là xin Phật, chứ thật sự ra mình nói lên một lời ước nguyện của chính mình và mình phát nguyện mình làm. Và thưa đại chúng, con xin nguyện thành tâm sám hối tất cả nghiệp chướng của con, nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ. Con xin nguyện sám hối mà. Vậy thì Phật là biểu tượng chứng để mình nói lên con xin nguyện sám hối. Thì mai mốt ra người ta làm gì sai không, tôi sám hối rồi, tôi muốn làm điều đó nữa. Phật phù hộ chưa? Phù hộ rồi. Phật phù hộ bằng cách là Ngài cho mình, Ngài ngồi đó, Ngài làm biểu tượng. Cho nên không có sai. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích sâu để đại chúng thấy rằng tại sao chúng ta phải đứng trước Phật làm điều đó. Phật đâu có ăn trái cây mình cúng đâu. Nhưng mà mình đem lên mình cúng đó là gì? Đó là một biểu tượng. Và mình đem trái cây đây là, đây là những kết quả của con làm được. Trái là quả mà. Và cái quả mình đôn cho cao lên. Và khi mình cúng như vậy là mình đang biểu tượng rằng con nguyện nhắc nhở con cái đạo lý của nhân quả, có làm đúng là quả nó sẽ đúng. Trồng ớt ra ớt, trồng cam ra cam. Cho nên chữ cúng Phật đó nghĩa là mình cung dưỡng trở lại. Thật sự ra mình đem cái gì mình cúng mà Phật cuối cùng là cúng mình hết rồi. Đem nải chuối xanh dờn lên cúng vậy chứ chín xuống là cúng cho mình. Đem trái sầu riêng lên để nó cúng Phật chứ, chứ Phật chưa kịp mổ trái sầu riêng là mình đem xuống mình mổ mình ăn rồi. Tại nó biểu tượng thôi. Cho nên Phật chỉ là người thường, Phật không ban gì được cho mình. Nhưng mà Phật là biểu tượng để mình đưa tâm hướng thượng. Mà khi mình tích phước, mình tạo thiện thì tự nhiên cái thiện, cái phước đó nó là cái quả, nó chuyển nghiệp cho mình. Ví dụ như quý vị làm thiện, làm xong việc thiện là tự quả thiện nó đến à, chẳng cần phải nói gì hết á. Nhưng mà tại sao khi mình làm cái gì xong mình hồi hướng cho người thân? Vì cái hồi, cái giây phút mình hồi hướng đó là trước khi hướng là mình đã hồi rồi. Hồi là quay trở lại đó. Mình declare lên, con nguyện bố thí hôm nay để hồi hướng cho người đó. Hồi lại mình đó. Hồi là cái việc mình làm là bố thí. Rồi mình hướng về người đó, tức là mình đưa cái tâm thiện mình về người đó. Mình muốn cảm hóa người đó, mình muốn trị cho người đó, mình muốn giúp người đó bằng cái tâm của mình. Cho nên sự hồi hướng không có gì không đúng. Nhưng mà quan trọng chúng ta hiểu được cái hồi và cái hướng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Khi mình đi chợ mua thức ăn, có phải quý vị cầm món gì lên là đều có người để quý vị biết rằng tại sao mình mua món đó không? Ví dụ như mình đi mua trái xoài, con trai tôi thích ăn xoài này lắm nè. Đi qua tới đằng kia, ông xã tôi thích ăn dưa hấu lắm nè. Rõ không? Đi ngay khi mình cầm món ăn lên là mình biết đối tượng của cái món này là ai rồi. Nhưng mà nếu người đó không có, mình mua để làm gì? Phải không? Ví dụ như mình đi, tôi đâu biết tôi muốn mua cái gì đâu, tôi đi chợ tôi vô đại à. Không có. Mỗi ngày nấu ăn cũng vậy nữa. Mình nấu canh xong phải không? Trước khi mình để rong biển vô, cái mình múc cái chén canh riêng ra, mình nói tại vì má tôi không thích ăn rong biển. Cả nhà mấy đứa con tôi nó thích, má tôi cũng thích. Bởi vì trước khi tôi để rong biển vô, tôi múc chén canh riêng ra cho má tôi. Hướng chưa? Hướng chưa? Hồi chưa? Hồi rồi. Hồi là quay trở lại, hướng là nghĩ về người kia. Biết rằng má mình không thích ăn rong biển cho nên quay trở lại múc chén canh để riêng trước khi để rong biển vô liền. Tôi biết con tôi không ăn hành cho nên tôi múc riêng một chén canh cho nó, rát nữa tôi để hành sao cho đứa con kia. Thật ra cuộc sống này chúng ta làm đều có cái chỗ chúng ta hướng. Thì Đức Phật cũng vậy. Hình ảnh của Ngài là biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Mà đặc biệt là những dù quý vị nhìn tượng Phật cái thôi, mặc dù Ngài không nói gì, Ngài không làm gì, nhưng mà tâm mình an lại liền. Mình cảm nhận một sự bình an khi Ngài mình nhìn Ngài.
mình nhìn bức hình của Ngài. Mà không biết Ngài có giống vậy không, không biết. Tại vì mình không gặp được Ngài. Tất cả những hình ảnh cũng trừ từ cái sự tưởng tượng của mình mà phát họa ra thôi, chứ không có gì mê tín. Nếu chúng ta làm mà chúng ta hiểu ý nghĩa chúng ta làm thì không có gì mê tín hết. Tuần rồi có bà đi giảng ở Maui, Hawaii, thì nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã cho chùa mượn nguyên cái thánh đường để mà chúng ta pháp thoại. Tượng Chúa đứng cao ở trên, Pháp Hòa ngồi dưới. Và quý vị biết là mỗi bữa quý vào buổi giảng, trước khi giảng Pháp Hòa đều chắp tay hướng về Chúa xá, rồi Pháp Hòa ngồi xuống giảng. Giảng xong Pháp Hòa đứng dậy xá Chúa. Tại vì nhờ Ngài đứng ở trên cho nên mình ngồi nghiêm túc. Thật là cái biểu tượng ở trên, dù là Chúa hay Phật, cũng là cái điểm để chúng ta biết là bậc thánh thì tự nhiên mình nhiếp tâm. Điều đó không có gì sai hết. Thật ra mình làm mà mình hiểu đó, thì không có gì trở ngại hết. Ngay cả mình phải chịu đựng một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, đều là cái cơ hội cho mình tăng trưởng cái phước thiện hết. Mình muốn nói con mình đó, có nhiều đứa nó dễ nóng đó. Mẹ muốn nói chuyện với con mà mẹ phải suy nghĩ dữ lắm, nói làm sao để nó đừng có nổi giận lên. Có không? Mình phải, trước khi mình hướng về nó đó, mình phải hồi lại mình, rồi phải hồi nó nữa. Nó đang ở trong cái hoàn cảnh nào? Mấy thầy mấy chú ở trong chùa, Pháp Hòa muốn nói chuyện gì là Pháp Hòa phải xuống giả bộ hỏi trước. Bữa nay đi học về vui không con? Khỏe không? Có ăn cơm chưa? Có nhiều bài vở làm không? Nói dạ bữa nay con nhiều bài lắm. Ờ thôi con làm đi. Mặc dù sắp sửa la rầy gì đó, nhưng mà nếu nó nhiều bài quá, mình kêu nó lại mình giảng moran xong, lát nó bấn loạn, nó khỏi làm gì hết luôn. Muốn nói cũng phải coi coi tại nó đúng lúc để nói không. Mà nhiều lúc muốn nhờ nó gì cũng phải nhờ, phải lựa lúc nhờ nữa. Nó đang ngủ mà mình dựng nó dậy những cái chuyện không cần thiết thì cũng không nên. Trên cuộc sống này á, cái sự tu tập của chúng ta nó nằm ngay ở trong cái cách mà chúng ta hồi và hướng. Trước khi hồi, trước khi hướng phải hồi. Và Pháp Hòa hay thưa đại chúng là hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Đức Phật sinh năm 624 trước Tây lịch. Năm của Đức Phật sinh là 624 trước Tây lịch. Bây giờ quý vị lấy 624 đó cộng với con số năm của chúng ta đang hiện thành là 2024, chúng ta sẽ ra con số của Phật đản là 2648. Như vậy nếu Đức Phật còn hiện hữu trên cõi đời này, Ngài bây giờ là 2648 tuổi. Tức là Ngài sinh 624 trước Tây lịch, và bây giờ cộng thêm thời gian mình sống đây nữa thì ra con số Phật đản ha. 624 là năm Phật sinh, cộng thêm cái năm bây giờ chúng ta đang sống là 2024, ra con số Phật đản. Rồi bây giờ mình tới Phật lịch nè. Lấy 624 trừ đi tuổi thọ của Phật là 80 năm thì ra con số 544. Năm đó là năm Phật qua đời, năm Phật mất, năm Phật niết bàn. Lấy con số 544 đó cộng với con số chúng ta đang sống đây là 2024 sẽ ra con số là 2548, thì gọi là Phật lịch. Quý vị rõ hai chữ không? Phật đản và Phật lịch. Như vậy Phật lịch là tính từ năm nào? Phật lịch là tính từ năm Đức Phật qua đời, Đức Phật mất. Chúng ta tính Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, Phật lịch năm thứ ba, và cho đến bây giờ là Phật lịch 2568 năm. Đó là Phật lịch. Phải không? Quý vị đang mở máy ra bấm phải không? Biết cách tính chưa? Hễ nói kính mừng Phật đản
thì để là 2648. Nhưng nếu muốn xài con số Phật lịch thì phải thêm hai chữ Phật lịch ở phía trước là PL. Chữ P chen L chấm là tượng trưng cho Phật lịch. Thì Phật lịch là 2568. Rõ chưa? Đức Phật sinh năm 624, cộng với con số bây giờ là Phật đã sinh ra được 2648 năm. Nhưng lấy con số 624 đó trừ đi 80 năm của Đức Phật là 80 tuổi thọ của Ngài đó, thì ra cái năm Phật mất. Thì kể từ năm Phật mất mình tính năm thứ nhất dài cho tới bây giờ, là muốn tính thì lấy con số 544 cộng với cái lịch mà chúng ta đang sống đây. Ví dụ năm tới 2025 thì chỉ cần lấy 544 cộng 2025 thì ra con số là 2569. Đại khái là vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy để có thêm một chút để đại chúng hiểu cái gì gọi là Phật đản và Phật lịch. Cái microphone này nó làm sao ha, quý vị nghe nó cứ rè rè. Thưa đại chúng, trong cái mùa lễ Phật đản chúng ta thường đi chùa dự lễ, nhưng có một điều Pháp Hòa muốn xin nhắc là tất cả mọi gia đình Phật tử ai có bàn thờ Phật, chúng ta nên dành cho mình một khoảng thời gian dọn dẹp lau chùi bàn thờ, trần thiết bàn thờ, để tự nhà của mình cũng cử niệm một ngày của Đức Phật đản sinh. Không phải ngày lễ này chúng ta chỉ đi chùa thôi mà ở nhà mình quên chuẩn bị. Xin nhắc lại, Đức Phật hoàn toàn không đòi hỏi gì ở nơi chúng ta cả. Nhưng là một người đệ tử nhận cái ơn mà Đức Phật giáo hóa của mình, và để thể hiện tấm lòng biết ơn, chúng ta chuẩn bị một cái gì đó để bày tỏ tấm lòng của mình. Quý vị để ý, Tết mình dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ. Lễ Noel mình trưng một cây Noel rất là to, trang hoàng ở nhà mình để mà chuẩn bị ăn Tết Tây rất là lớn. Nhưng mà ngày lễ Phật đản mình quên dọn dẹp bàn thờ, mua hoa tươi về cúng dường, thì mình cũng hơi thiếu sót. Cho nên ở nhà mình làm một cái gì đó, nhất là lau chùi bàn thờ cho sạch sẽ. Một cành hoa cũng được, một ly nước cũng được, nhưng mà giây phút đó chúng ta trở về để ghi nhận cái công đức mà Đức Phật đã có mặt trong cuộc đời này cho chúng ta. Đó là cái phần lễ nghi bày tỏ để chúng ta hướng về Phật. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hướng về Ngài bằng một cái nghi lễ đơn giản. Ví dụ ở nhà mình xướng danh hiệu của Phật 3 lần: nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là con xin hướng về vườn Lâm Tỳ Ni, Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Thọ Hạ, người đã ở đản sinh dưới gốc cây này, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Nam mô là gì? Nam mô là hướng về. Con xin hướng về Đức Phật Thích Ca, con xin hướng về đảnh lễ Đức Phật Di Đà. Cho nên chí tâm đảnh lễ, hay là nhất tâm đảnh lễ, hay là bằng một chữ thôi, Nam mô. Chữ Nam mô tiếng Phạn nghĩa là cung kính, là hướng về. Con xin hướng về vườn Lâm Tỳ Ni, dưới cây vô ưu đã đản sinh một vị thái tử là thầy của chúng con, Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Bổn Sư là gì? My teacher. Chữ Bổn Sư là thầy của con. Chữ Bổn Sư nguyên thủy không phải là tên của Đức Phật, là do chúng ta thêm vào để xác nhận Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của chúng ta. Cho nên chúng ta thêm hai chữ Bổn Sư vào đó, chứ nguyên thủy tên của Ngài chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật Sakyamuni.
Nhưng mà mình thêm cái chữ bổn sư để làm gì? My teacher, my original teacher, my root teacher. Có ba cách dịch tiếng Anh: root teacher, original teacher, đúng không? Hay là my own teacher, đó là thầy của tôi, bổn sư. Như vậy thì khi chúng ta bày bàn Phật xong rồi thì đúng cái ngày lễ mùng 8 hoặc là ngày rằm, hoặc mình dành cho mình suốt một tuần lễ đó, mỗi tối đứng trước bàn Phật: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống ba lại. Đọc một câu đó lại một lại, đọc ba lần. Xong rồi, nếu chúng ta có thời giờ nữa, tụng bài sám khánh đản: đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản một dạ vui mừng. Cái bài sám chúng ta thường tụng đó, lên chùa xin bài sám đó, lên trên internet download cái bài sám đó xuống để trong phone của mình. Trong phone mình quá trời nhạc mà không có bài kinh nào hết trơn, cho nên download cái bài nhạc đó xuống, bài kinh đó xuống rồi tụng. Đó là phần của mình đó. Bên cạnh đó, bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trang trí bàn thờ, bằng một cái nghi lễ nhỏ thực hiện, chúng ta phát nguyện tu tập. Nếu ai ăn chay được một tuần lễ, tốt. Không được, mùng 8 hoặc ngày rằm, một trong hai ngày đó, chúng ta ăn chay. Chắc chắn phải ăn chay ngày đó thôi, bình thường mình cũng ăn rồi. Nhưng mà ngày lễ Phật đản chúng ta gia thêm một hai ngày nào nữa trong khả năng của mình. Mà một điều quan trọng nữa là gì? Chúng ta phát nguyện tu tập để làm cái lễ phẩm cúng dường cho Đức Phật. Tu tập bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta thanh tịnh giữ đạo. Thanh tịnh giữ đạo là sao? Ví dụ, tất cả chúng ta đều nhận mình là Phật tử. Dù người đó đi chùa thường, đi chùa ít, đi chùa lễ Phật, đi chùa công quả, nhất, tất cả chúng ta đều chung một cái tâm niệm là tôi là Phật tử đạo Phật. Như vậy thì cái người đệ tử này phải giữ gì đấy? Chúng ta hãy giữ niềm tin với chánh pháp một cách trọn vẹn, vững chãi, không lay động. Và quý vị nhớ rằng nhân hư, đạo bất hư. Người có sai, bản chất đạo không có sai, đạo lý không có sai, tại mình làm sai thôi. Ví dụ như người ta nói là mình nấu cà ri thì phải để bột cà ri thì nó mới ra mùi cà ri. Đạo lý nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Anh muốn để khoai môn, khoai từ, bất cứ cái gia vị gì anh ấy, nhưng mà thật sự nấu cà ri chính yếu là hương vị cà ri. Còn mà khoai lang, khoai môn, khoai tây, cà rốt, rồi tàu hủ chi, tàu hủ chiên, ôi anh nấu gì tùy anh. Có nơi để cà tím, có nơi đậu đậu bắp, cái đó là tùy anh. Nhưng cái chính là gì? Hương vị cà ri. Đằng này anh nấu cà ri mà anh lấy hương vị nấu bún Huế, anh lấy ngũ vị hương anh để vô thì nó ra cà lâm chứ đâu cà ri. mình ăn vô cái gì vậy đây? Cái này cà lâm không phải cà ri đúng không? Vậy thì như vậy thì do cái người nấu sai hay tại món cà ri nó sai? Cái người nấu sai. Cũng như thế, nhân hư, đạo bất hư. Chân lý của đạo Phật không bao giờ thay đổi, vì nó là chân lý, nó là như vậy. Nhưng chúng ta tự mình biến chế, tự mình phân ra, rồi cho đó là cái đạo. Hoặc là chúng ta làm những điều không đúng, thì bất cứ ai làm cái gì mình thấy nó không đúng thì chúng ta biết cái này là do cái pháp tự sanh chứ không phải bản chất nó như này. Cũng giống như mình ăn, giờ mình cứ pha này chế kia vô vậy đó. Thì mình pha thì mình ăn được, thì mình ăn, nhưng mà bản chất nó original, nó không phải là như vậy. Ví dụ như trong kinh sách không hề có câu bao nhiêu tuổi được thờ Phật nào, bao nhiêu tuổi được thờ Phật nào, và nên thờ Phật đứng hay Phật ngồi. Tự bây giờ mình tranh cãi với nhau chuyện Phật, thờ Phật đứng hay Phật ngồi, rồi phiền hà với nhau.
Tượng Phật là một tượng Phật để chúng ta làm đến một cái bảo bọc, một cái biểu tượng. Mà đã là biểu tượng thì mình làm đứng làm ngồi gì cũng được. Bây giờ lại rồi Đức Phật hở cánh tay, có nhiều khi ta đắp cái y Phật á, hở cánh tay, có nhiều khi ta đắp y Phật và quấn y tròn thân. Cái bắt đầu mình nhìn vô tượng Phật, mình phân biệt, mình nói Phật hở cánh tay là Phật tiểu thừa, Phật quấn y tròn là Phật đại thừa. Rồi Pháp Hòa hỏi vậy Phật nào Phật đổ thừa? Đâu có kinh sách nào nói mấy cái chuyện đó đâu. Rồi tự chúng ta nghĩ ra, rồi chúng ta tranh cãi ở một tượng Phật mà vốn không cần thiết. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên mùa Phật đản này, cũng ngay trong cái thời điểm này, tất cả chúng ta cần có một tâm niệm để cúng dường ngôi Tam Bảo, đặc biệt là cúng dường cho Đức Phật, vị giáo chủ người khai sáng ra con đường chân lý, chúng ta gọi là đạo Phật tại cái cõi đời của chúng ta đây, là Đức Phật Thích Ca. Chúng ta không phải chỉ đến chùa dự một cái lễ Phật đản, tắm Phật rồi tụng kinh rồi chúng ta gọi là mình là Phật tử, đã đi chùa dự lễ thể hiện thêm chút nữa, cái đó là phần nghi lễ rồi. Bây giờ mình thể hiện thêm nữa, con xin cúng dường cho Đức Phật bằng đạo tâm kiên cố của con. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Và con xác định với con rằng hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, hạnh phúc được sống trong giáo pháp của Đức Phật. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm một thầy bạn người Tích Lan. Ông nhỏ hơn Hòa con tuổi thôi. Pháp Hòa xây 74, ông 75. Thì Pháp Hòa cũng biết thầy sư này cũng 20 năm có hơn rồi. Nhưng mà tại thầy sư hồi xưa sư ở Canada, sau này qua định cư ở Mỹ, rồi Pháp Hòa cũng ít gặp, lâu lâu có dịp vậy, ít lắm. Thì lần này đi giảng ở Memphis gần chùa ông, cho nên rồi liên lạc đến thăm ông. Khi đến đó Pháp Hòa giật mình, thấy ông chống cây gậy, rồi dẫn ông vô trong nhà ngồi. Ông mới kể, ông mới nói cả năm nay tôi không có giữ liên lạc với thầy, tại vì gia đình tôi rất nhiều việc. Mẹ tôi bị ung thư não chết, anh tôi bây giờ đang bị ung thư bên anh, mổ mà bây giờ nằm một chỗ không biết gì hết, tôi phải qua lại nhiều lần để thăm. Rồi ở bên nhà tôi bên Tích Lan chuyện này chuyện kia, còn bản thân tôi bây giờ bị như vậy, bác sĩ mới xác định với tôi là tôi phải uống thuốc này cho đến trọn đời, và khi cái thuốc này mà uống vào thì tôi sẽ bị thận, bị tiểu đường. Ông mới nói với Hòa một câu: quá nhiều những cái biến đổi, quá nhiều những cái khổ đau nó đến trong cuộc đời. Thì Pháp Hòa mới nắm tay ông, Pháp Hòa nói cũng may tôi, chúng ta có được một cái may mắn là chúng ta có giáo pháp của Đức Phật. We have the Dharma. Ông mới nói of course, đương nhiên rồi, nếu mà tôi mà thời gian qua tôi không có giáo pháp của Đức Phật á, rồi một người thường mà không hiểu đạo là đã đi đến trầm cảm khổ đau, là tại vì tại sao quá nhiều việc nó xảy ra trong cuộc đời này, mà người ta thường gọi theo người mình là gì? Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước thì đâu có đến hai lần cùng một lúc, nhưng mà họa thì nó đâu có đến một lượng, nó đâu có đến một với một đâu, nó đến một lượng không à. Ví dụ như mình mới vừa té cái rầm, đi ra tới cửa dấp té tiếp. Phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Mới vừa bị người ta gạt 500 đồng rồi qua đây bị móc túi. Ví dụ vậy. Cho nên dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi. Và hiện bây giờ trong cái xã hội nó rất nhiều những cái biến đổi nhiễu như, cái quan trọng là chúng ta giữ được cái tâm vững chắc của mình với sự tu tập. Và không có gì bằng sự tu tập chân thành. Cho nên trong mùa Phật đản này, mỗi người Phật tử chúng ta hãy phát nguyện dâng lên Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn. Thế giới đang biến đổi rất là loạn ở trong tâm người, trong đời sống.
con xin phát nguyện giữ vững đạo tâm, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, và con phát nguyện nghe pháp tu tập mỗi ngày để giữ đạo tâm con kiên cố, để làm lễ phẩm dâng lên Đức Phật, dâng lên Ngài. Như vậy thì điều chúng ta cần làm trong mùa Phật đản này, ngoài hồi nãy Pháp Hòa thưa, là thiết lập bàn thờ, trang trí bàn thờ, đảnh lễ Đức Phật. Chúng ta hãy dâng lên phẩm vật cúng dường Ngài bằng đạo tâm kiên cố của mình. Và chúng ta nhớ rằng nhân hư đạo bất hư, người sai chứ đạo không có sai. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ cà ri và cà lâm vậy. Điều thứ hai chúng ta có thể làm được, đó là làm sao cái hoàn thiện cái tư tưởng của mình. Thưa đại chúng, chúng ta thường có cái tâm, chúng ta hay suy nghĩ, chúng ta gọi là tâm tưởng, tư tưởng, suy nghĩ, suy tư. Nhưng đa phần chúng ta không có như lý tác ý, chúng ta không có chánh tư duy, mà chúng ta phần nhiều là gì? Tà tư duy. Tư duy là suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không có chánh tư duy. Nếu mà chánh tư duy thì nó sẽ dẫn tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, và làm cuộc sống chúng ta sẽ an vui và đúng đắn hơn. Phong và ví dụ, mình thấy ai làm một điều gì chúng ta chưa biết xác thật, đừng phê bình, đừng phỏng đoán, đừng lên án, vì chúng ta sẽ mắc cái lỗi là không biết mà nói. Mà đâu thường chúng ta biết vậy rồi chúng ta đâu có nín đâu, chúng ta sẽ kêu người khác, chúng ta chỉ, chúng ta nói, và bắt đầu chúng ta đi truyền bá một cái điều mà chúng ta không rõ ràng. Cái đó gọi là gì? Cái đó là tinh tấn, nhưng mà không đúng, gọi là tà tinh tấn chứ không phải chánh tinh tấn. Còn chánh tinh tấn là về mình nghe bài pháp nào hay, nó rất đúng với tâm trạng của mình trong lúc này. Anh ơi anh, chị ơi chị, nghe cái bài pháp đó đi, bài pháp đó rất hay, nghe giúp ích cho mình lắm. Truyền bá cái đúng đắn, gọi là gì? Chánh tinh tấn. Còn mình đi truyền bá những điều mà nó chưa xác thực, chưa rõ ràng, chưa biết chính xác, mà siêng năng cái đó, thì chúng ta sẽ dẫn nhau cùng một cái nguồn sai lầm. Cái này người ta gọi là gì? Nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù đi. Cho nên phải hoàn tưởng tư thiện của mình. Mà Đức Phật dạy mình như lý tác ý, đừng có phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý là sao? Không có tác cái ý, không có đúng sự thật, không có đúng sự thật. Mình phải như lý tác ý, cái gì thấy rõ ràng mới nói. Cho nên hoàn tưởng cái tư thiện, cái tư tưởng mình rất tốt. Ví dụ con của mình, nó có quen ai dẫn về, đừng chỉ nhìn người ta một lần mà bắt đầu lên án nó liền. Để đi đó, con quen bạn con bao lâu rồi, mình nói làm sao mà như mẹ con tâm sự, không để cho nó có cảm nhận là mình đang điều tra. Tại hai cái cách hỏi nó khác. Bé khỏe không con? Thí dụ lâu lâu nó đi về, sao bạn con bên đây khỏe không? Bên này con có dẫn đi đâu không? Cái cách hỏi của mình nghe như là mình quan tâm, nhưng mà mình thật sự mình muốn hiểu về ba con mình và bạn nó. Nhưng mà nếu như á, mình chỉ thấy nó xăm tay, xăm lỗ tai, cái bắt đầu con nhỏ này không tốt, con thằng kia không tốt, cũng tội cho đó. Tại vì nhiều khi ở xứ này, cái đó là một nghệ thuật. Mình không tán thán cái nhà mình khuyến khích gì, nhưng đôi khi không phải nhìn một con người qua một cái hình xăm, những cái bông xăm trên người họ. Đó. Cho nên thưa đại chúng, mình hoàn tưởng cái tư tưởng, hoàn thiện cái tư tưởng của mình, là mình làm sao cái suy nghĩ của mình cho nó đúng đắn, nó chín chắn. Để chi? Để không tác một cái nghiệp ý. Nhưng mà thường thường nghiệp ý nó sẽ dẫn tới nghiệp khẩu, và nó sẽ dẫn tới nghiệp thân, là tại vì thường thấy là nói, chứ đâu có chịu thấy nín đâu. Thấy phải nói, nghe phải nói. Cho nên chính cái này nó sẽ dẫn tới những cái nghiệp khác hơn. Và tất cả chúng ta làm vì cái gì? Vì gia đình mình, vì đạo pháp, vì đức, cái niềm tin chánh pháp của mình. Cho nên mình nói cái gì mà tổn hại đến chánh pháp cũng phải suy nghĩ. Chờ các vị gặp Pháp Hòa
chúng con là những hộ pháp của những ngôi chùa, xin thầy hãy chỉ cho con cách nào để hộ pháp. Trước hết quý vị phải để pháp hộ, pháp Phật pháp giáo pháp phải hộ mình, rồi mình mới đủ năng lực hộ pháp. Cứu người ta như chết chìm mà không biết bơi làm sao cứu, rồi hai người cùng chết chìm chung, phải không? Cho nên mình phải có pháp để hộ pháp. Muốn hộ pháp phải học Phật pháp, phải thấu đáo Phật pháp thì mới có thể hộ pháp được. Hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa chỉ gặp đại chúng để thăm và chia sẻ một đôi điều nhân cái mùa lễ Phật đản. Chiều nay theo chương trình là hình như 2 giờ phải không? 2 giờ Pháp Hòa sẽ trở lại sinh hoạt với đại chúng bằng cái thời vấn đáp. Và những gì mà Pháp Hòa muốn nói sáng nay nó chưa hết, còn một vài điều nữa mà bây giờ chúng ta hết giờ. Thầy được nhiều an lành. Nếu con đi chùa mà thấy sư không đúng, sự không đúng của thầy thì con phải làm sao? Con có nên đến chùa nữa không? Khi mình đến chùa là mình đến chùa mình học cái hay, ngay cả cái dở cũng học. Học cái gì biết không? Học cái vĩnh viễn không làm giống. Cho nên nếu mình biết đem cái tâm của người đi chùa thì không có chuyện gì mà mình trở ngại hết. Người dở mình cũng học nữa. Học đừng cái đừng có làm. Ngày xưa Khổng Tử dạy, con thấy người ta làm lành, con học điều lành của người đã đành. Con thấy người ta làm dở, con vẫn phải học. Học cái đừng bao giờ làm giống như vậy. Quý vị nhớ kinh Tư Lượng không? Kinh Tư Lượng là kinh, tư là tư duy, lượng là so sánh. Bây giờ mình dịch cái kinh đó là kinh soi gương. Nếu mình thấy một người mà không dễ thương, không làm được những điều đó mà mình không thích người đó, thì mình tự nói với mình sẽ không repeat và làm y như vậy. Và quý vị nhớ là chùa như một cái bệnh viện, và rất nhiều bệnh nhân vô trong cái bệnh viện này, và mỗi người bệnh mỗi kiểu, mỗi người bệnh mỗi kiểu. Và trong này cũng có y tá, cũng có bác sĩ, và thậm chí bác sĩ cũng bệnh như là người bệnh. Thành thử ra tất cả chúng ta đều ở trong này đều là những người đang chữa bệnh hết. Thì bây giờ á, mình đi chùa thì mình nhớ là Pháp Hòa hồi nãy có định nghĩa chữ chùa đó. Chùa là nơi xa cái ác, gần cái thiện. Thì cái gì mà xấu, không đúng, mình đã biết không đúng là tại sao mình phải quan tâm? Mà hơn nữa, mục đích ngay từ đầu mình đi chùa đâu phải đi tìm cái người đó để mình làm gì đâu. Mà đa phần là hỏi đi chùa chi? Đi chùa tu công quả. Ủa sao chị đi về vậy? Tôi bực cái bà đó tôi về. Nó trật lắc à. Đi chùa gì cái chuyện khác, mà lát về gì chuyện khác. Tại sao mỗi lần đến chùa niệm Phật thì nước mắt cứ rơi hoài? Thì tại dư. Dư nó rớt người ta kiếm giọt không ra. Thưa đại chúng, khóc đâu có nghĩa là khổ. Có những giọt nước mắt đâu phải khổ. Có những giọt nước mắt do hạnh phúc, do cảm động, do vui mừng. Bởi vì khóc, nhiều khi khóc không hẳn là khổ mới khóc. Vui quá cũng khóc. Hồi trưa em muốn khóc rồi đó. Mà nhớ lại cái bài hát bỗng dưng muốn khóc. Có nhiều khi quý vị biết là Pháp Hòa thấy một cái hình ảnh đại chúng ngồi ăn cơm yên lặng giống như mấy ngày nay, Pháp Hòa cảm xúc rất, Pháp Hòa rất là thích cái giờ phút như vậy. Hàng trăm, 200-300 người mà mình vẫn giữ được cái không khí thanh tịnh, nó tạo, mặc dù không tiếng ồn, nhưng mà cái thanh tịnh nó tạo lên được một cái đạo lực đặc biệt ở trong hội chúng. Không biết quý vị có cảm nhận được cái hùng hậu đó. Tự nhiên mình cảm xúc khi mình đại chúng đi kinh hành trên mảnh đất nào mình niệm Phật đều với nhau, tự nhiên mình cảm xúc và nước mắt mình nó. Mình sống ở nước ngoài, cái thời gian mình sống gần tăng ít lắm, giỏi lắm chùa 2-3 thầy mà ngày nào công việc cũng luôn vui, rồi nhiều khi quý thầy cũng có thời gian
vừa rồi cái khóa an cư ở bên Canada, 85 thầy cô. Quý vị biết sống cùng với 300 Phật tử, 350 Phật tử, coi như là trên dưới 400 mấy người tu trong 10 ngày. Mà những cái giờ phút mà đắp y á, quý thầy ở trên đắp y vàng 85 vị. Ở dưới này 300 mấy giới tử đắp y đâu. Rồi đi trong một cái khung viên rộng lớn, rồi đi sắp hàng lấy cơm, rồi kinh hành niệm Phật, im lặng lấy cơm. Nó tạo ra một cái không gian đặc biệt hơn. Và mình ước gì mình được sống trong môi trường này dài hơn nữa, chứ không phải chỉ là người. Cho nên cái ngày cuối khi mà tác bạch để mà cảm ơn quý ngài thì có quà cảm xúc. Là vì cái hình ảnh này nó sẽ nuôi dưỡng mình. Cái hình ảnh mà mình tu chung mình hạnh phúc với nhau nó nuôi dưỡng mình. Pháp Hòa với thầy Pháp Ân thì biết nhau nhiều rồi. Hai anh em kỳ này nhận cái show này. Đi qua đây thì được gặp thêm ngoài thầy trụ trì, còn thêm được thầy Đạo Dung, quen được thêm thầy Minh Hải. Rồi có nhiều tối 4-5 anh em xúm lại với nhau một cái phòng chút và ngồi tâm hống vậy, mà pha trà uống với nhau. Mà thưa đại chúng, mặc dù có bà không nói ra, nhưng mà những giờ phút đó có bà hạnh phúc đó. Hạnh phúc là mình sống được trong cái tình huynh đệ người tu với nhau. Rồi mai đây mỗi người một ngã, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Dẫu cho xa cách nơi này, nhưng tình huynh đệ vẫn nhớ hoài đến nay. Cho nên cái hình ảnh mà người tu mà ngồi với nhau uống trà, nói chuyện Phật Pháp, nói những công chuyện Phật sự với nhau, ví dụ vậy, nó tạo cho mình một cái tình cảm thiêng liêng. Vì sao? Vì mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cái gia đình của mình, rồi còn có mái tóc thề cũng bỏ luôn. Rồi mà bỏ hết mình để làm gì? Để mình ngô mình có một được cái một cái tình người tu với nhau. Cho nên giờ cũng, mặc dù Pháp Hòa không nói ra, nhưng mà trong lòng Pháp Hòa tự biết là mình đang có được cái hạnh phúc như huynh đệ của mình. Rồi gì, rồi nếu mà không lẽ gì cứ khóc cái trồn ốt túi cảo xuống. Nhưng mà thật sự, nếu ai có khóc đừng có lo. Tại sao mình nghe cải lương mình khóc mà không thắc mắc? Giờ tụng kinh mà khóc thắc mắc vậy? Rồi hôm nay con lại tới đây, vừa lúc đám cưới mà thằng Tâm đinh đinh bừng giá tiền. Trời ơi, vậy đâu con? Bây giờ mình tụng đám kinh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Trời, câu kinh sao nó đúng quá. Ba cõi ngục hình là tham sân si. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi, hôm nay con nguyền ra khỏi. Để làm gì? Để theo gót ngài vượt qua khổ ải, để nương thiền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời Phật, nhớ lời ngài, bờ giác không xa. Chỉ cần hành thập thiện thì cuộc đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng. Chỉ cần đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Nếu mà mình tụng cái bài đó mà ai có một cái giọng tụng hay nữa, ngồi khóc được như thường. Phải không? Mình tụng mình có thể cảm xúc được bài kinh. Mình nghe cái lương mình cũng khóc được. Thì mình nghe một bản nhạc, phải không? Hay mình nghe một bài thơ. Năm xưa tôi còn nhỏ, tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Nếu bài thơ đó mình đọc lên mình cảm xúc, vì cái người viết bài thơ bằng sự cảm xúc. Người thi sĩ họ viết thơ từ đâu? Từ những tiếng nhạc lòng của họ. Nhiều khi thơ họ không có vần, không có điệu, nhưng mình đọc vô ai cũng cảm được. Ai cũng cảm được.
những cái lời thơ tuy rằng bình thường. Quý vị thấy cái tác phẩm Bông Hồng Kẻ Áo, chiều nay khi đi làm về, mẹ anh đang ngồi vá áo, anh dừng kim chỉ lại, chỉ cần hỏi mẹ một câu: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Mẹ anh chắc chắn sẽ hỏi rằng: biết gì hả con? Anh chỉ cần nói với mẹ rằng: biết là con thương mẹ. Cái lời văn đó đã tạo nên ý tứ cho nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết lên bài hát Bông Hồng Kẻ. Bây giờ năm nào mình, lúc nào mình nghe lại bài Bông Hồng Kẻ Áo mình cũng khóc. Mình nghe cái bài Bông Hồng, bông đó, tâm sự người cài hoa trắng: tháng bảy ngày trăng mùa hiếu vu lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương, mẹ ơi thương nhớ không lường. Những cái lời đó cảm xúc. Vậy thưa đại chúng, mình nghe một bản nhạc mình có thể khóc, mình nghe một bài cải lương mình có thể khóc, mình tụng một lời kinh mà lời kinh nó thấm thía thì mình có khóc cũng là chuyện thường. Nếu nói mừng, mừng là mình tụng kinh bằng cả trái tim. Mình tụng bằng trái tim mình mới khóc được. Còn nếu mình tụng bình thường mình đâu có khóc được. Tụng bằng trái tim thì sẽ khóc được. Cho nên khóc nữa đi. Nó có cái bài hát khóc nữa đi em. Bạch thầy, con có một cháu trai 7 tuổi, cháu bị tăng động, giảm chú ý và cháu gặp rất nhiều vấn đề về cảm xúc. Cháu rất cần gia đình hỗ trợ làm gương và môi trường yên tĩnh. Tuy nhiên bố cháu mặc dù yêu cháu nhưng bố cháu luôn căng thẳng, cáu gắt với việc nhỏ làm gia đình không được bình yên. Con rất buồn, mặc dù con đã rất cố gắng để gia đình vui vẻ nhưng nhiều lúc con cảm thấy mình quá sức. Hơn nữa chồng con không thích đi chùa và nghe giảng pháp. Bạch thầy cho con lời khuyên để con có thể giúp con và gia đình của con. Thật ra khi mà đọc cái này á, là mình có thể tưởng tượng được cái một người mà sống trong một hoàn cảnh như vậy. Và thậm chí mình ước, nếu mà người đó mình ước được trở lại trước kia mà mình cho mình ước nguyện là có lấy chồng không, mình sẽ nói không. Đó là cái thường cái tâm trạng của mình. Khi mình rơi vào một cảnh như vậy, chồng nóng nảy, con bệnh tật, gia đình luôn luôn có những cái khó khăn, thì mình ước rằng nếu mà cho mình chọn một cái điều ước là mình sẽ ước rằng mình không có gia đình, tại mình thấy rõ khổ quá. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả nó không ngoài cái duyên nghiệp giữa mình với người. Thật ra nhiều khi á, bây giờ nè, chồng nóng nảy, con bệnh tật, đó là một cảnh giới khổ đau, và mình đang ở trong cảnh giới đó và mình chạy không có được. Bỏ chồng được sao bỏ con? Mà giờ bỏ chồng cũng không được, nó ai phụ? Mặc dù ông hét ông la nhưng mà thỉnh thoảng ông có phụ, còn đỡ hơn là giờ mình ôm nguyên một mình. Cho nên tiến cũng không được, lui cũng không được, phải ở trong cảnh này. Vậy thì bây giờ hãy lấy cảnh này làm cái cảnh cho mình tu. Như Đức Phật Thích Ca sanh trong cõi Ta Bà này, ngài không phải như Phật Di Đà mà có cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Sáng ra chim hót hạnh phúc, bước ra ngoài cây lá reo cũng có tiếng này tiếng kia, toàn là hạnh phúc. Phật Di Đà có phước hơn, ở cõi Cực Lạc. Còn Phật Thích Ca sanh vô cõi cực khổ, là cõi Ta Bà này. Vậy nhưng mà ngài không có khổ, ngài lấy cảnh Ta Bà này làm đối tượng để ngài tu. Và ngài đã nói rằng cõi Ta Bà này là cõi tịnh độ của tôi, vì mỗi Đức Phật đều có tịnh độ của mình. Ngài Địa Tạng, cõi tịnh độ của ngài ở đâu? Địa ngục. Vậy thì mỗi chúng ta đều có tịnh độ của mình hết. Hồi nãy Pháp Hòa thoáng nhìn có một câu hỏi là: nếu như mình đi đường, mình tụng kinh, mình trì chú trong xe có được không? Được. Ngay trong lúc đó mình biến trong xe mình thành tịnh độ của mình. Tịnh độ on the road.
Có những người á, người ta đi làm về là người ta online, là người ta có tịnh độ của người ta liền. Tịnh độ online là người ta không còn biết chúng sanh nào xung quanh nữa hết. Người ta chỉ biết tịnh độ Facebook của người ta thôi. Và có những người đang ngồi ăn cơm, tịnh độ ngay trước mặt là chồng con, vợ con đang ngồi đó, nhưng vẫn có tịnh độ của họ là nhất dương chỉ, khỏe. Bây giờ tịnh độ của tôi là cái thôi đó. Bây giờ quý vị đi vô phi trường là quý vị sẽ thấy rằng không còn ai biết tịnh độ gì nữa hết. Vô phi trường một cái là người nào cũng chúi vô nhà. Hỏi là gì? Thiền. Đang tịnh độ. Cho nên á, bây giờ nè, nếu mình lỡ sanh, mình lỡ sống trong một cảnh khổ, đừng lấy đó làm khổ, mà phải lấy cái đó làm cảnh duyên để mình chuyển hóa, để mình tu tập. Nếu nói gì mặc độ sanh, chúng sanh nào cũng cần độ, thì bây giờ con mình là một chúng sanh, ông chồng nóng nảy mình là một chúng sanh. Và mình biết chúng sanh hay nóng nảy này nè, mình thường nói câu gì ổng dễ phát lửa thì mình đừng nói câu đó. Hoặc là nếu như lỡ ổng giận tức lên, mình im lặng. Vì cái sự im lặng của mình là mình cảm hóa cái nghiệp của mình với người đó. Thưa đại chúng, mình nuôi con mình khi nó bệnh đó, là mình chỉ trả cái nợ thôi giữa mình với đứa con đó. Nhưng đối với một Phật tử mình sâu sắc hơn đó, là mình dành thời gian mình tụng kinh, mình sám hối, mình niệm Phật, mình tạo phước để mình giải cái nghiệp chướng của đứa đó tính tận cùng, để nếu nó tái sinh trong kiếp sau nó không còn khổ nữa. Mình giúp nó tận cùng của cái nghiệp của nó luôn. Đó là cái tinh thần hóa đạo của Bồ Tát. Đời này á, mình nuôi con bệnh, nuôi chồng bệnh, nuôi vợ bệnh, đó là cái nếu đứng trưng trên mặt hiện tại đời này là gì? Đó là tình nghĩa. Ngày nào mình còn khỏe mình vẫn là vợ chồng nhau mà. Thì bây giờ người đó bệnh mình chăm sóc, đó là cái nghĩa hiện tại. Còn nếu về nói nghiệp chướng thì mình với người này có nghiệp nợ trong quá khứ, thì bây giờ mình trả, nhưng mà không có nói trả gì hết á. Mình đang làm một cái việc là giúp một chúng sanh. Có nhiều khi chúng sanh xung quanh mình bỏ rơi mà đi tìm những chúng sanh nơi khác mình giúp, nó không thực tế đó. Nhiều khi mình việc nhà mình không lo, mình chạy vô chùa mình rửa chén từ sáng tới tối, mà mình về chùa về nhà mình rửa có hai cái chén mà mình nói từ sáng tới tối. Thật ra cái nào cũng là cảnh tu, quan trọng là mình có tâm tu. Hồi sáng mình nói cái câu gọi là tìm bình an trong giáo pháp Như Lai đó. Thật ra đi đâu mà tìm, hạnh phúc nó không ở đâu cả, pháp tu nó không ở đâu hết, mà nó ngay cái chỗ này. Bây giờ cái người đó họ chửi mắng mình mỗi ngày là một pháp tu. Người đó cho mình cái pháp tu lắng nghe của Quan Âm, và người đó cho mình pháp tu nhẫn nhục của Nhành Dương Liễu, Tịnh Bình Dương Thủy, Tịnh Bình và Nhành Dương. Cho nên nội cái người đó thôi cũng đã giúp cho mình. Còn nếu nói về tình nghĩa hiện tại, lúc khỏe làm vợ chồng sao mình không than? Rồi khi mà lỡ một người trong hai người có bệnh chăm sóc thì mình rên. Thì bây giờ mình nói đây là cái nghĩa. Người Việt Nam mình sống ngoài cái tình nó còn cái nghĩa. Và cái nghĩa cuối cùng là chăm sóc cho nhau đến trọn đời. Còn quán gì nghiệp duyên phải có vấn đề. Nhiều khi đời trước mình mượn của người đó, bây giờ tự nhiên kêu trả mình không cam tâm, giả bộ dụ mình trước, làm vợ làm chồng rồi bắt đầu mình cam tâm mình trả. Đó là mình nói theo cái quán về nghiệp thôi. Nhưng mà thường thường khi trả nghiệp là không gọi là trả nghiệp, mà mình đang phát nguyện chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Và mình thấy rằng chúng sanh này cần đang được độ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu mà bây giờ ví dụ như mình bỏ cái người đó đi, rồi cái người đó kiếm một người vợ khác đi, thì người đàn bà khác cũng chịu khổ thôi. Thôi bây giờ mình lỡ chịu được 10 năm rồi, cũng hơi quen rồi. Thật ra có một bà già, quý vị nhớ trong cái cuốn Cái Cười của Thánh Nhân á, có một bà cụ đó, bà tối ngày bà đi ra đường bà la lên, bà nói cầu cho bảo chúa sống lâu, cầu cho bảo chúa sống lâu. Người ta mới nói bà này chắc hơi hơi, bảo chúa mà tại sao cầu cho ổng sống lâu. Thì bà mới nói đời tôi trải qua ba ông vua rồi, ông vua một ác có 10 à,
Ông chiếm được ngôi cái ông lên, cái ông phòng thủ, cái ông ác 20. Rồi đến ông thứ ba diệt ông thứ hai, rồi ông thứ ba lên cái ông phòng người những người khác, ông ác gấp mấy trăm lần. Rồi tôi thấy tôi ngán quá rồi. Thì cái câu chuyện đó cũng giống vậy. Nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa, mình gặp cái vỏ dừa, mà vỏ nào cũng không dừa. Thật ra phải lấy cái đối tượng. Pháp Hòa hay nói lấy cảnh khổ làm duyên tu. Và Pháp Hòa xin thưa vậy nè, cuộc đời này mà mình không có khổ, dễ giàu gì mình tu. Thật sự người mà tự động vui vẻ mà đi chùa mà tu có, nhưng ít lắm. Phần lớn là phải khổ lắm. Thí dụ như mình nhìn xuống lương hoàng sám nó dày vậy nè, trời ơi dày quá, có kinh sám hối nào ngắn ngắn không? Nhưng mà nếu nghiệp mình mà nặng, tới nó tụng 10 cuốn đó mình cũng tụng, tại vì mình biết rằng tụng có trả giá, tụng có đổi chát, tụng 10 cuốn này cái Phật cho mình hết nghiệp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh mình cũng có cái trường hợp như vậy. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ mình không thể, cái cách của mình là mình quán, và mình quan trọng là mình phải vững tâm. Khi mà cái tâm mình vững, cái tâm mình an lạc, thì mình sẽ làm ra cái chất liệu an lạc, mình cảm hóa người chồng mình. Pháp Hòa nghĩ một ngày nào đó rồi, Pháp hoặc là có đôi lúc anh cũng nhìn lại, anh thấy anh cũng quá đáng, và mình cũng đã nhẫn nại được tới mức, thì tự nhiên cái người đó sanh cái tâm cung kính mình, và cái người đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ á, quý vị biết là mình có một cái nghiệp chung là đứa con này, một cái nợ chung là đứa con này, thì mình phải nương người đó để mình trả, mình nương người đó để mình chăm sóc. Buồn thì có buồn mà không có khổ. Nếu mình nói mình không buồn là không đúng, nhưng mà không có phải hệ lụy quá khổ như trước kia mình không hiểu vấn đề. Quý vị biết là con cá đó, thường á nó ở trong một cái chậu có nước, nhưng mà nếu mà nước nhiều á thì nó tung tăng theo cái nước nhiều đó, mà lỡ nước cạn còn chút thì nó cũng phải làm sao bơi lội tung tăng trong cái khoảng nước mà nó còn lại thôi. Thì mình cũng vậy à, mình còn một miếng cơm như thế nào để mình liệu, rồi mình gấp một miếng thức ăn đó để mà vừa với cái ăn của mình. Thì mình đã sống cuộc đời đều phải biết. Pháp Hòa kể câu chuyện người ta làm cái con ngọc trai hồi mùa hè vừa rồi trong khóa tu đó. Thì người ta muốn làm một cái con trai á, xin lỗi, cái hộp bạch ngọc á, người ta lấy cát, lấy sỏi, người ta nhét vô trong bụng của con trai. Rồi khi mà nhét vô như vậy nó đau quá, trong lúc nó quá đau thì tự động nó phải tương ra một cái chất nhờn, nó bao cái hạt ngọc đó lại, bao cái hộp cát đó lại để làm cho nó đỡ đau. Và lâu ngày thì cái hộp đó đã trở thành ra một cái hộp ngọc. Và đó là cách mà người ta tìm những cái hộp ngọc trai. Rồi khi mà người ta mổ bụng nó ra, người ta lấy cái hộp ngọc đó đó, hộp nào méo mó thì người ta đem ra người ta làm kem sức mặt cho phụ nữ, hộp nào đẹp thì người ta làm những cái sâu chuỗi cho người phụ nữ đeo. Nhưng mà con trai, cái hộp ngọc đó từ đâu mà ra? Từ một hộp sỏi thôi. Nhưng khi nó quá đau thì nó phải tự tương ra một chất để bảo cái đó lại. Mình đã từng như vậy không? Có chứ. Cầm cái ly nặng quá, tự động kiếm cái gì bỡ ở dưới. Nóng quá là tự động kiếm cái gì giữ vô. Lỡ cái tay đụng cái chân, hay là lỡ cái chân đụng vô cái góc tường, thì tự cái tay này ngồi xuống xoa nó. Nghĩa là chúng ta hễ đụng một cái gì khổ thì tự động mình phải nghĩ ra cái cách nào đó để mình ôm được cái niềm đau đó liền, chứ không để nó như vậy. Khi mình đụng cái đầu mình vô tường, có lấy cái tay dò liền, mặc dù nó không hết đau nhưng mà nó giảm đau. Và thậm chí nó chẳng giảm gì cả, nhưng mà mình cảm nhận được là mình đưa cái tay tới mình an ủi nó. Rồi quý vị thấy người xung quanh mình mà lỡ đụng chạm khổ đau gì, mình lấy tay mình ôm người đó, mình tròn người đó, mình không phốt người đó. Thì trong cuộc sống này phải vậy thôi. Quý vị nào mà đi dự khóa tu mà ngủ lại chùa đó, mà biết chùa là trên dưới chỉ có hai cái nhà vệ sinh thôi, bằng trăm người lắm, là 2 giờ sáng bắt đầu đó, xếp hàng đi tắm, đi chuẩn bị. Tại sao? Vì mình biết rằng không đủ chỗ vệ sinh.
Đó là một cái trạng thái gì? Khi con người mình rơi vào hoàn cảnh nào, mình tự biết mình ở hoàn cảnh nào, thì mình phải squeeze, mình phải làm sao mình lắp ráp để mình có thể sống còn ở trong cái hoàn cảnh đó. Cái điều đó Pháp Hòa đã giảng cho các em trong một khóa tu hè vừa rồi. Nhân một cái sự việc là nửa đêm Pháp Hòa thấy một em nhỏ nó dậy sớm, nó đi tắm, thì hỏi nó tại sao con thức sớm. Nó nói trong phòng đông người mà có một nhà vệ sinh thì con phải tranh thủ con tắm. Thì Pháp Hòa lấy cái câu chuyện của em đó, Pháp Hòa đã giảng cho em nghe cái câu chuyện của con Ngọc Trang. Và Pháp Hòa nói rằng trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta đều là những người như thế. Khi mình rơi vào hoàn cảnh nào thì tự mình phải biết lòn lách tìm mọi cách để mình sống, có phải không? Đó là vậy thôi. Ví dụ mình có cao dài mình rất là thích, mà giờ mập quá mặc không được, tự động biết đây là bớt để mặc được cao dài đó. Tại mình thích kéo dài đó mà không lẽ bỏ sao? Pháp Hòa nói Pháp Hòa đó. Tại vì người ta may cho mình một vài cái áo mà mặc thôi, giờ mà cứ mập hoài kiểu này may gì nổi. Khi mình mặc hết vừa là phải tự động bớt đi để mình vẫn tiếp tục mặc được những cái áo mà mình đã có. Hồi nhỏ quý vị biết không, đi học á, là con trai là không được để tóc dài. Nếu ngày thứ hai mà lễ chào cờ mà bà hiệu trưởng đi ngang mà thấy đứa nào con trai mà tóc dài qua khỏi cái bát là bà nắm lên bà cho mình làm xấu giữa cái cột cờ. Trời ơi, Pháp Hòa sợ vô cùng. Mà thứ nhất, mẹ mình bận rộn đi làm đâu có thời gian, mình thấy mẹ cực khổ như vậy cũng không dám làm phiền, để tóc dài ra khỏi cái bát về. Mà ngày thứ hai mà sắp tới giờ chào cờ đó, ngày đó là ngày chào cờ, tự động ở nhà lấy cái kéo sởn hai bên, miễn sao tóc nó qua khỏi cái lỗ tai là ok rồi. Bây giờ tức mình cạo luôn cho bà khỏi có la nữa. Thì Pháp Hòa kể như vậy để đây chúng biết rằng khi mình còn nhỏ, tự mình ở một cái cảnh như thế nào là tự mình phải vươn lên mình sống. Thì cuộc đời này nó cũng vậy thôi. Cho nên tịnh độ không phải là đợi chết mình mới đi một cái quốc độ nào đó kêu là tịnh độ. Nếu mình không lập tức đem cái tâm tu tập của mình để quán chiếu, để chuyển biến cái cảnh đó ra thành tịnh độ. Cái nhà mình dơ, không lẽ bỏ nhà đi vô khách sạn ở tại nó sạch, thì tự động phải biết clean up, dọn dẹp thế nào để nó gọn gàng để mình sống, vì nó là cái nhà của mình. Thế thôi. Đại chúng hiểu ý quá vậy. Con rất kính mong thầy giải đáp uất ức trong lòng mẹ. Đó là ba con đời này ba giúp nhiều người sống hiền lành nhưng vẫn bị ung thư ác tính giai đoạn cuối. Mẹ không rõ vì sao ba lại bị như vậy. Ý nói giống như là mình trách đó. Tại sao mình sống tốt quá mà giờ mình bị bệnh? Thưa đại chúng, cái này nó không liên hệ gì. Bây giờ quý vị cứ quán vậy nè. Trong cuộc đời này có người nào mà không có một vấn đề để chết không? Phải có bệnh mới chết, phải có vấn đề gì mới chết được chứ. Và Pháp Hòa thường hay nói đùa đó, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết là chắc. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nó chắc chết. Và mình đừng có lo là chắc chết, bởi vì chết chắc. Có nhiều khi Pháp Hòa đem cái chén cơm tới cho một bác, nói cho trời ơi tội chết thầy ơi. Pháp Hòa thấy thì đằng nào cũng phải có chuyện để chết. Mình hay nói tội chết, tổn phước chết, gì cũng chết á, phải không? Trời ơi tức chết, vui chết. Thì có phải có lý do để chết. Và thưa đại chúng rằng á, một khi mình có thân thì mình phải thọ một cái thứ hai, một cái sau của cái thân này là gì? Đó là bệnh tật. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ người đó không bệnh ung thư chết, hay là người đó không trúng gió chết, và là người đó trúng gió mà không chết, nằm liệt giường liệt chiếu. Rồi mình nói là sao? Tu hành mà tại sao tôi làm tốt quá mà tôi bị như vậy?
Trên cuộc đời này á, mình phải có một vấn đề gì nó xảy đến mình mới có thể đi chết. Cho nên buồn rồi trách thì cái đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy chúng ta sống quá tốt mà tại sao chúng ta gặp cảnh khổ. Nhưng mà nếu chúng ta quán sâu nữa thì chúng ta thấy rằng ủa, cuộc đời này ngay cả thầy tu cũng chết mà. Mà thầy tu từ nhỏ tới lớn và thầy giúp bao nhiêu người, cuối cùng á là thầy cũng chết. Và thầy nhiều khi thầy cũng chết do những cái bệnh tật hiểm nghèo, và thậm chí thầy bị tai nạn thầy chết. Xin thưa đại chúng là quý vị thỉnh thoảng cũng nghe, như vừa rồi đầu năm có một sư cô chết chìm. Một thầy vừa rồi ở bên Âu Châu cũng bị chết đuối. Rồi ni sư Trí Hải trên đường đi từ thiện về bị tai nạn xe. Mà đâu phải một mình sư mất đâu, 4 người đệ tử mất theo. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, rõ bên Mỹ mình cách đây 10 mấy 20 năm có Hòa Thượng Duy Lực, ngài cũng bị tai nạn xe, ngài mất. Thì không lẽ bây giờ mình nói là các vị không tu, phải không? Thành thử ra mình trách thì cũng thông cảm thôi. Nhưng mà Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng cuộc đời này chúng ta có mặt ở đây, những gì chúng ta thiện lành trong đời này đó là mới đời này thôi. Còn những cái quá khứ mình không biết, và có thể những cái quá khứ mình đã tạo những cái gì đó mà mình đời này mình phải gặp. Và còn nếu nói hiện thực hơn, không có một cái gì ở đây mà tự động nói. Ví dụ như cái nhà nó tự động nó sập đó, như cái chùa ở bên Mỹ có một cái chùa nửa đêm nó sập, không lẽ nói Phật không linh không? Thì bây giờ cái nhà cất không có kỹ, hoặc là những cái vật dụng trong đó, những cột kèo trong đó tới lúc nó rã nó rượu thì nó phải collapse thôi, nó phải tiêu hủy thôi. Đó là chuyện bình thường. Có thân là phải có khổ, mà chưa nói là nó hoại. Nếu mình quán cái pháp đó là tất cả các pháp nó đang hoại dần chứ đâu phải đợi một lúc mà nó hoại đâu. Quý vị biết là mình có phải già mỗi giây phút không? Đâu phải mình hết năm mình mới già đâu. Mình già trong từng giây từng phút, già mỗi ngày, rồi đến hết 365 ngày cái mình kêu lạng tuổi. Bây giờ ví dụ như mai mốt thế giới thống nhất với nhau là 500 ngày mới kêu một năm, ví dụ vậy đi, thì mình đợi hết 500 ngày cái mình kêu tôi một tuổi đó. Thật ra đâu có quy định gì đâu, đâu có ai quy định mấy trăm ngày mới gọi là năm. Hiện tại bây giờ cả cái quả đất này ta thống nhất là vậy, thì mình đã đồng ý là vậy thôi. Cho nên mình phải đi theo cái bình thường của cuộc sống như vậy. Con ngựa có đường tăng là symbol gì? Trời ơi, mô Phật hết người rồi tới ngựa. Em có đi ngựa đó em biết. Thấy em mặc đồ sao kìa, hỏi em ngựa. Thưa đại chúng đó là thật sự ra đó, ngài Huyền Trang đời Đường ở Trung Quốc là một nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa. Cái sự việc ngài đi thỉnh kinh ở Ấn Độ là một sự việc có thật, và cái đường đi của ngài gian nan và chỉ một mình chứ không có ai khác. Lúc đầu có một vài người đi theo, nhưng sau đó họ bỏ cuộc hết, còn một mình ngài vân du. Thời gian đi và về là 7 năm. Ngài ở tại Ấn Độ, học tiếng Ấn Độ, học giáo pháp tại cái trường Phật học Ấn Độ Nalanda 10 năm. Như vậy là thời gian ròng rã ở đi về của ngài là 17 năm. Khi ngài trở về Trường An, ngài chở kinh sách tượng Phật về, và vua Đường đã xây nên một cái ngôi chùa để mời ngài vào trong đó dịch kinh, và ngài đã để ra thời gian là 19 năm để dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Và cái con đường đi của ngài nó gian nan, và nó được người ta truyền miệng ra rất là nhiều những câu chuyện gọi là thần thoại về chuyến đi của ngài. Tác giả Ngô Thừa Ân
đã gom tất cả những câu chuyện truyền thuyết đó để viết lên một bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký. Như vậy thì tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký hoàn toàn không có thật và không đúng sự thật. Chỉ có một nhân vật thật trong đó được mượn, đó là Ngài Huyền Trang. Còn cái việc Ngài Huyền Trang bị người ta thả, bị được mẹ thả trôi sông, trôi vô cái chùa rồi được thầy nuôi đó, rồi được Quan Âm thị hiện ban cái cà sa rồi nói đi Tây Phương, tất cả tình tiết trong Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Mình phải rõ cái đó trước. Điều thứ hai, ông Ngô Thừa Ân là tác giả bộ truyện Tây Du Ký này là một người có thể nói là hiểu đạo lý rất nhiều, cho nên ông đã dựng lên những nhân vật và những câu chuyện trong đó đều mang cái tính chất rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa nói là tham sân si là tượng trưng cho tham là ai? Bát giới, sân là tề thiên và si là sa tăng. Ba người đó là tượng trưng cho tham sân si đệ tử của một người thầy. Giống như mình như Huyền Trang, như Huyền Tăng vậy đó, mình như Đường Tăng. Có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ muốn chuyển hóa tham sân si thì phải tu giới, tu định, tu tuệ. Chuyển tham sân si bằng cách tu giới, tu định, tu tuệ. Cái con ngựa ở trong phim kể đó bị người ta nuốt, đúng không? Bị thái tử ở Long Cung nuốt ngựa, rồi sau đó phải trả bằng cách là cái thái tử phải biến thành con ngựa để cho Huyền Trang đi. Tại sao Ngộ Không có thần thông không đằng vân đưa thầy trò đi tới Tây Phương một cái vèo mà phải để cho thầy trò trải qua 81 cái nạn? Như vậy thì đi Tây Phương nghĩa là tất cả chúng ta đang có ý chí muốn đưa tâm mình tới chỗ thiện. Mà trên con đường tu thiện không phải dễ dàng như mình nghĩ, mà nó phải trải qua bao nhiêu những thử thách, những khó khăn. Quý vị đồng ý chưa? Suốt 3 ngày nay quý vị có bị thử thách không? Trời lạnh nè, trời mưa nè, đau lưng nè, đau cẳng nè, ăn tối nè. Hôm qua cũng có nhiều người đói mà đâu dám ăn, không? Ví dụ vậy, đó là thử thách. Đó là thử thách. Nếu mình vượt được nó thì mình tới Tây Phương. Cho nên khi mà gặp, mình nói một cái ví dụ, tại sao không đàn vân mà phải cởi ngựa? Bởi vì lúc này con ngựa là tượng trưng cho phương tiện. Muốn tới Tây Phương phải đi bằng đường bộ, mà muốn đi thì phải có phương tiện để đi, là phương tiện là con ngựa. Cũng như chúng ta vậy. Bởi vì chúng ta mỗi người âm điệu tụng một kiểu, cho nên phải có cái mỏ để dẫn tất cả chúng ta tụng cho nó cùng âm. Rồi để có cái chuông lâu lâu thỉnh lên để tỉnh giác chúng ta phải trở về, đừng có phóng túng chạy nhảy cái tâm của mình. Như vậy chuông mỏ là phương tiện giúp cho tất cả chúng ta tụng kinh trong cái hài hòa điềm, cùng một cái âm điệu làm cho cái năng lực tâm của mình được dồi dào. Cái áo tràng nó chỉ là tấm vải, nhưng mai qua cái hình thức đó, màu lam tượng trưng cho nhan khói hiền lành, màu của sự thanh tao giải thoát. Mặc cái áo tràng vào tự nhắc nhở mình phải thể hiện cho được cái nét hiền dịu nhẹ nhàng. Như vậy thì tất cả đều là phương tiện, thì con ngựa này cũng là phương tiện. Con ngựa phương tiện để tới Tây Phương, thì cái bình bát của Đường Tăng là phương tiện để nuôi thân. Cho nên tới Tây Phương thỉnh kinh, hỏi có gì trao đổi không? Nhớ không? Nhớ cái đoạn cuối đó không? Thì cuối cùng Ngài Huyền Trang phải đưa cái bình bát trao đổi với Ngài Ca Diếp A Nan để có được kinh có chữ. Không có cái gì trao đổi thì kinh không có chữ, mà chân kinh thì làm gì có chữ? Mà bây giờ thế giới con người mình cần có chữ để hiểu. Bây giờ anh muốn có chữ. Có chữ tức là có vướng mắc, mà có vướng mắc là có đối đãi, có đối đãi là có vướng mắc. Cho nên lấy bình bát làm biểu tượng. Tôi mà chỉ nói một vài điểm vậy thôi. Quý vị muốn nghe, quý vị tìm cái bộ Pháp Hòa nói về Tây Du Ký 18 gì á,
Cái bộ đó có cái tên là Theo Dấu Đường Tăng. Quý vị lên Google, quý vị bấm cũng có cái bộ đó lên. Rồi Pháp Hoài dựa theo cái bộ phim Trung Quốc đóng hồi năm 1986 đó, Pháp Hoài giải thích từng đoạn, những nhân vật và những đoạn phim đó, để rồi đại chúng thấy được Tây Du Ký là một bộ tiểu thuyết hư cấu, nhưng mà hư cấu có đạo lý, để chúng ta nương vào. Con chỉ hỏi tại sao Đức Phật chỉ là người thường như mình tu thành đạo, vậy tại sao mình lại xin phước Đức Phật phù hộ từ những vị Phật Bồ Tát bằng cách đọc chú và cầu xin? Thấy không? Thì đúng như vậy, Đức Phật rất là bình thường. Nhưng mà thưa đại chúng, là tại sao mình ở trước Phật mình tụng, mình xin này xin kia? Thật ra mình nói đó không phải là mình xin cái tượng đó, nhưng mà bức tượng đó là một biểu tượng cho mình đưa tâm mình hướng thượng. Phong vào ví dụ, bây giờ mình đứng trước Phật mình tụng: con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình nói cho ai? Mình tự phát nguyện cho chính mình mà, con nguyện làm điều đó. Nhưng bây giờ nếu mình đứng không mình nói vậy, mình không có cảm. Giờ mình đứng trước Phật, lấy biểu tượng là tượng Phật, và tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình đưa cái tâm mình hướng thượng. Mình nói với Phật như là mình bộc bạch với Phật, nhưng mà thật sự đó là một sự hướng tâm. Phong vào ví dụ như á, ngày mẹ mình sinh nhật, ba mình sinh nhật, mình đi mua một cái cạc, mình về mình viết những lời thương yêu. Như vậy trong lúc đó, ai làm cái biểu tượng để mình nghĩ ra được tất cả những tình thương, lời lẽ hay để mình viết? Ai? Cha hay là mẹ? Hay nữa, nếu cha là một đối tượng chủ của cái cạc đó, thì tất cả những hình ảnh đẹp gì của người cha mà mình muốn nói và mình hứa với ba, mình thương ba, mình viết ra, ba lúc đó là biểu, là cái đối tượng để tâm mình phát khởi những cái hình ảnh đẹp. Đức Phật cũng vậy. Cho nên nói là xin Phật, chứ thật sự ra mình nói lên một lời ước nguyện của chính mình và mình phát nguyện mình làm. Và thưa đại chúng, con xin nguyện thành tâm sám hối tất cả nghiệp chướng của con, nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ. Con xin nguyện sám hối mà. Vậy thì Phật là biểu tượng chứng để mình nói lên con xin nguyện sám hối. Thì mai mốt ra người ta làm gì sai, thôi tôi sám hối rồi, tôi muốn làm điều đó nữa. Phật phù hộ chưa? Phù hộ rồi. Phật phù hộ bằng cách là Ngài cho mình, Ngài ngồi đó, Ngài làm biểu tượng, cho nên không có sai. Nhưng mà Pháp Hoài giải thích sâu để đại chúng thấy rằng tại sao chúng ta phải đứng trước Phật làm điều đó. Phật đâu có ăn trái cây mình cúng đâu, nhưng mà mình đem lên mình cúng đó là gì? Đó là một biểu tượng. Và mình đem trái cây đây là, đây là những kết quả của con làm được. Trái là quả mà, và cái quả mình đôn cho cao lên. Và khi mình cúng như vậy là mình đang biểu tượng rằng con nguyện nhắc nhở con cái đạo lý của nhân quả, có làm đúng là quả nó sẽ đúng. Trồng ớt ra ớt, trồng cam ra cam. Cho nên chữ cúng Phật đó nghĩa là mình cung dưỡng trở lại. Thật sự ra mình đem cái gì mình cúng bằng Phật, cuối cùng là cúng mình hết. Đem nải chuối xanh dờn lên cúng vậy chứ, chín xuống là cúng cho mình. Đem trái sầu riêng lên để nó cúng Phật chứ, Phật chưa kịp mổ trái sầu riêng là mình đem xuống mình mổ mình ăn rồi. Thành ra biểu tượng thôi. Cho nên Phật chỉ là người thường, Phật không ban gì được cho mình, nhưng mà Phật là biểu tượng để mình đưa tâm hướng thượng. Mà khi mình tích phước, mình tạo thiện, thì tự nhiên cái thiện, cái phước đó nó là cái quả, nó chuyển nghiệp cho mình. Ví dụ như quý vị làm thiện, làm xong việc thiện là tự quả thiện nó đến, chẳng cần phải nói gì hết á. Nhưng mà tại sao khi mình làm cái gì xong mình hồi hướng cho người thân? Vì cái hồi, cái giây phút mình hồi hướng đó là trước khi hướng là mình đã hồi rồi. Hồi là quay trở lại đó. Mình declare lên: con nguyện bố thí hôm nay để hồi hướng cho người đó.
hồi lại mình nè. Hồi là cái việc mình làm là bố thí, rồi mình hướng về người đó, tức là mình đưa cái tâm thiện mình về người đó. Mình muốn cảm hóa người đó, mình muốn trị cho người đó, mình muốn giúp người đó bằng cái tâm của mình. Cho nên sự hồi hướng không có gì không đúng, nhưng mà quan trọng chúng ta hiểu được cái hồi và cái hướng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, khi mình đi chợ mua thức ăn, có phải quý vị cầm món gì lên là đều có người để quý vị biết rằng tại sao mình mua món đó không? Ví dụ như mình đi mua trái xoài, một trai tôi thích ăn xoài này lắm nè, đi qua tới đằng kia, ông xã tôi thích ăn dưa hấu lắm nè. Rõ không? Đi ngay khi mình cầm món ăn lên là mình biết đối tượng của cái món này là ai rồi. Nhưng mà nếu người đó không có, mình mua để làm gì? Phải không? Và ví dụ như mình đi, tôi đâu biết tôi muốn mua cái gì đâu, tôi đi chợ tôi mua đại à. Không có. Mỗi ngày nấu ăn cũng vậy nữa. Mình nấu canh xong phải không? Trước khi mình để rong biển vô, cái mình múc cái chén canh riêng ra, mình nói tại vì má tôi không thích ăn rong biển, cả nhà mấy đứa con tôi nó thích, má tôi cũng thích, bởi vì trước khi tôi để rong biển vô, tôi múc chén canh riêng ra cho má tôi. Hướng chưa? Hướng chưa? Hồi chưa? Hồi rồi. Hồi là quay trở lại, hướng là nghĩ về người kia. Biết rằng má mình không thích ăn rong biển, cho nên quay trở lại múc chén canh để riêng trước khi để rong biển vô liền. Tôi biết con tôi không ăn hành, cho nên tôi múc riêng một chén canh cho nó, rát nữa tôi để hành sao cho đứa con kia. Thật ra cuộc sống này chúng ta làm đều có cái chỗ chúng ta hướng. Thì Đức Phật cũng vậy. Hình ảnh của Ngài là biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Mà đặc biệt là những dù quý vị nhìn tượng Phật cái thôi, mặc dù Ngài không nói gì, Ngài không làm gì, nhưng mà tâm mình an lại liền. Mình cảm nhận một sự bình an khi Ngài mình nhìn Ngài, mình nhìn bức hình của Ngài. Mà không biết Ngài có giống vậy không, không biết. Tại vì mình không gặp được Ngài, tất cả những hình ảnh cũng trừ từ cái sự tưởng tượng của mình mà phát họa ra thôi. Chứ không có gì mê tín. Nếu chúng ta làm mà chúng ta hiểu ý nghĩa chúng ta làm thì không có gì mê tín hết. Tuần rồi có bà đi giảng ở Maui, Hawaii, thì nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã cho chùa mượn nguyên cái thánh đường để mà chúng ta pháp thoại. Tượng Chúa đứng cao ở trên, Pháp Hòa ngồi dưới. Và quý vị biết là mỗi bữa quy vào buổi giảng, trước khi giảng Pháp Hòa đều chắp tay hướng về Chúa xá, rồi Pháp Hòa ngồi xuống giảng. Giảng xong và đứng dậy xá Chúa. Tại vì nhờ Ngài đứng ở trên cho nên mình ngồi nghiêm túc. Thật là cái biểu tượng ở trên, dù là Chúa hay Phật, cũng là cái điểm để chúng ta biết là bậc thánh thì tự nhiên mình nhiếp tâm. Điều đó không có gì sai hết. Thật là ra mình làm mà mình hiểu đó, thì không có gì trở ngại hết. Ngay cả mình phải chịu đựng một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, đều là cái cơ hội cho mình tăng trưởng cái phước thiện hết. Mình muốn nói con mình á, có nhiều đứa nó dễ nóng á, mẹ muốn nói chuyện với con mà mẹ phải suy nghĩ dữ lắm, nói làm sao để nó đừng có nổi giận lên, có không? Mình phải, trước khi mình hướng về nó đó, mình phải hồi lại mình, rồi phải hồi nó nữa, nó đang ở trong cái hoàn cảnh nào. Mấy thầy mấy chú ở trong chùa, Pháp Hòa muốn nói chuyện gì là Pháp Hòa phải xuống giả bộ hỏi trước. Bữa nay đi học về vui không con? Khỏe không? Có ăn cơm chưa? Có nhiều bài vở làm không? Nói dạ bữa nay con nhiều bài lắm. Ờ thôi con làm đi. Mặc dù sắp sửa la rầy gì đó, nhưng mà nếu nó nhiều bài quá, mình kêu nó lại mình giảng moran xong, lát nó bấn loạn, nó khỏi làm gì hết luôn. Muốn nói cũng phải coi coi nó đúng lúc để nói không. Mà nhiều lúc muốn nhờ nó gì cũng phải nhờ, phải lựa lúc nhờ nó. Nó đang ngủ mà mình dựng nó dậy, những cái chuyện không cần thiết thì cũng không nên. Trên cuộc sống này á, cái sự tu tập của chúng ta nó nằm ngay ở trong cái cách mà chúng ta hồi và hướng. Trước khi hướng phải hồi. Và Pháp Hòa hay thưa đại chúng là hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Quý vị có tin là thắng mình khó không? Khó lắm. Nổi một cái chuyện tham thôi.
Đó, mình đang đi làm nè, tiền lương bổng cũng đầy đủ để sống bình thường, rất là hạnh phúc, rất là bình thường. Nhưng nếu có ai đó đến rủ mình hùng hạp một cái chuyện làm ăn mà mình cảm thấy như là trời ơi, nó dễ còn hơn uống nước nữa, đưa tôi 100 đi, tuần sau lấy 5,000. Trời ơi, nếu mà nó dễ vậy người ta về, người ta kêu bà con quyến thuộc người ta chứ làm gì tới phiên mình. Vậy mà cũng nghe. Thiệt sự đại chúng là rất nhiều em trẻ, bạn trẻ lên nói chuyện với Pháp Hòa mấy cái việc đó. Thì Pháp Hòa đâu có làm gì được, Pháp Hòa chỉ hỏi một câu thôi. Sau khi mà em thất bại như vậy á, thì em có ngộ ra được một cái gì ở nơi mình không? Tại sao mình khổ như vậy không? Chỉ vì một cái gì? Cái tham thôi. Em vẫn có, em vẫn đang đi làm bình thường, tiền lương bổng em đủ sống mà. Em đâu có, thật sự ra nếu mình sống bằng lòng với cái tiền lương đó là mấy chục ngàn mình để trong ngân hàng nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng chỉ vì một chữ tham thôi. Mà bây giờ nè, tiền nhà băng không còn đồng nào, rồi đi mượn thêm người thân ngân hàng phải trả nợ nè, rồi vợ chồng phải lấn cấn với nhau nè, rồi bạn bè bắt đầu xỉ vả mình vì trả tiền không đúng hạn, chỉ vì một chữ thôi. Thì cái điều đó đó, Pháp Hòa ví dụ với cái em đó. Pháp Hòa nói á, ví dụ như em ăn một cái món ăn mà em biết là em không ăn được, nhưng mà tại vì em tham ăn, em ăn vô rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra trong cơ thể của mình? Đau bụng, bệnh tật. Có nhiều lúc chỉ một miếng ăn thôi mà mình bệnh. Bệnh không phải một cơ thể mà hai ba bộ phận trong cơ thể nó ảnh hưởng đến mình. Chỉ vì một miếng ăn. Nhịn ăn mà khỏe. Chứ cuộc đời này không phải ăn nhiều là tốt đâu. Có những lúc mình nhịn ăn mình mới khỏe. Cho nên bữa nào quý vị cảm thấy mệt, nhịn ăn nhưng mà vẫn uống nước. Uống để nó thanh lọc. Uống để thanh lọc cơ thể, nó tẩy ra hết những cái nó đang chứa trong cơ thể mình, trong bao tử mình. Chừng 2-3 ngày rồi muốn học cái công thức thanh lọc cơ thể, mình có thể tìm những cái cuốn là thanh lọc cơ thể. Người ta có những cuốn sách, người ta chỉ dẫn cho mình cái cách thanh lọc cơ thể qua cái sự nhịn ăn của mình. Tại vì mình ăn nhiều thì mình sẽ chất chứa quá nhiều và nó không tiêu hóa kịp, bắt đầu nó phát bệnh. Cần biết mình là ai, tin cái gì, tu cái gì, chúng ta vẫn cần thở hết. Mình không thở được là mình chết. Có nhiều khi chứ đừng nó không thở, nghẹt thở thôi cũng đã mệt rồi. Bữa nào mình bị nghẹt mũi thở không thông là mình cũng đã mệt rồi. Cho nên mỗi ngày mình tìm một khoảng cho mình 15-20 phút để hít thở cho nó khỏe. Và quý vị tập võ, quý vị cũng phải luyện khí công. Tất cả bộ môn thể dục, có phải người ta biểu mình tập thể dục hòa nhịp với hơi thở không? Đó, thí dụ đưa lên, hít vô, đưa xuống, thở ra. Hơi thở rất quan trọng. Cho nên là Thiền sư Khương Tăng Hội là vị tổ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Ngài là người, vị thiền sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Và thời của Ngài đó là Ngài ở trung tâm Luy Lâu ở ngoài Bắc đó. Ngài được vua Ngô, thời đó là vua nước Ngô, mời sang Trung Hoa cũng dạy pháp An Bang, tức là dạy cách hít thở. Cho nên mình mới có kinh An Bang Thủ Ý, dịch là kinh quán niệm hơi thở. Ai mà chuyên tu thiền thì nghiên cứu cái đó. Như ở đây căn bản nhất, quý vị cứ tập cái phần căn bản nhất. Rồi quý bác nào thường niệm Phật đó, quý bác niệm Phật theo hơi thở. Ngồi hít vào A-di, thở ra Đà Phật, bốn chữ thôi. A-di, hít vào Đà Phật, thở ra. Không cần hấp tấp phải niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nữa. Nhiều khi mình mệt mình tắt thở trước khi mình niệm, phối hợp với hơi thở. Đó là cái phương pháp ha. Cho nên tại sao mà mình cứ, không phải Phật giáo mới thở, ai cũng phải thở hết, nhưng mà tại mình chưa thấy tầm quan trọng. Khi mình đã an, mà khi quý vị thở được như vậy một thời gian thì tự nhiên cái tâm mình nó an xuống.
cái tâm mình nó an xuống và từ đời sống của mình bắt đầu nó có cái phần chậm, mà không phải là kiểu chậm lụt, không phải cái kiểu là rề rề, mà chúng ta bớt đi cái phần thô, bớt đi cái phần hấp tấp, vội vã và thường là thất bại. À, quý vị lấy cái gì mà lấy cẩn thận có phải dễ dàng hơn mình lấy hấp tấp không? Lấy hấp tấp là nó đổ bể, mà lấy cẩn thận thì nó sẽ trọn vẹn thôi. Nhất là lấy cái gì trên cao, lấy cái gì dễ bể, chúng ta cầm nắm rất là cẩn thận, không thì nó rớt. Thì mỗi ngày chúng ta sống cũng vậy thôi. Nếu một ngày đó mà chúng ta cầm bê cái ngày đó mà không có rõ, không có kỹ lưỡng, thì cái ngày đó nó cũng dễ bể lắm. Bể xô, bể hụi. Nghĩa là ngày hôm đó mình thất bại, mình không có được một ngày hạnh phúc. Chờ khi mình nóng giận, mình được quyền nói chứ, nhưng mà nóng giận đừng có nói. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói ra thì sẽ lắm điều không hay đó. Tại mình khi mình sẽ bày tỏ cái niềm bất đồng của mình ở khi mình có được sự bình an. Thưa đại chúng, hôm thứ năm, mới thứ năm vừa rồi, Pháp Hòa được cái duyên phước đi đảnh lễ thăm viếng sư ông Thượng Chơn Hạ Điền, tức là sư ông Thích Chơn Điền. Ngày xưa sư ông trụ trì chùa Quan Âm ở đây. Ngày nay sư ông già yếu lắm rồi. Ngày xưa ông được về một ngôi chùa để tịnh dưỡng cho đến ngày viên mãn. Thì mấy chục năm nay ở hải ngoại, nhất là ở nước Mỹ, thì ai cũng biết sư ông. Và Pháp Hòa cũng biết sư ông từ lúc mình đặt chân ra hải ngoại, nhưng mà ít có dịp được gặp. Thì lần này, lần trước Pháp Hòa qua tìm sư ông để thăm mà không gặp. Lần này trở qua cũng tranh thủ để đi tìm, và Pháp Hòa rất may mắn là được tìm được nơi chốn sông tịnh dưỡng để đi thăm viếng. Tại vì trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta được gặp, được cái duyên sống cùng thời với các bậc kỳ túc trưởng lão, đó là cái duyên phước của mình. Cho nên mình có cơ hội thì mình đi thăm viếng, để sau này các ngài về Phật rồi thì mình muốn cũng không được. Cũng giống như cha mẹ ông bà mình vậy đó. Mình còn, các vị còn hiện tại thì chúng ta thăm viếng chăm sóc đó, để ngày nào các vị về với ông bà, về với Phật, thì chúng ta không có hối tiếc là mình chưa làm được việc đó. Cũng giống như thật ra thì trong cuộc đời mình chắc chắn là mình không thể nào thăm đủ hết các bậc trưởng lão của mình đâu, nhưng mà vị nào mình có duyên, có cơ hội thì mình làm việc đó. Sư ông năm nay 98 tuổi rồi, sinh năm 1927, và ngài còn tỉnh táo minh mẫn, chỉ có yếu thôi. Thỉnh thoảng người già thì cũng có quên, nhưng mà hiện tại sư ông chưa đến nỗi. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích đọc thơ của sư ông, tại sao có nhiều bài thơ hay lắm. Và có một cái bài thơ mà quý vị biết, sư ông Chân Điền với lại sư ông Hộ Giác ở tỉnh xá Pháp Luân là hai vị bạn rất là thân. Và Hòa Thượng Hộ Giác đó, mỗi khi giảng về mẹ đó, thì Hòa Thượng thường hay trích dẫn một bài thơ của Hòa Thượng Chân Điền. Mà Hòa Thượng Chân Điền á, ngài có một cái bút hiệu là Ngốc Tử. Ngốc Tử đó là người con ngốc, một người ngốc. Thường thường các vị hay dùng vậy lắm. Giống như các vị thiền sư, lúc mà các ngài viết sách đó, thay vì để thích gì đó, các ngài hãy lấy một bút hiệu Cuồng Phong Lão Nhân. Hay là ngày xưa có một vị hòa thượng, ông có 8 ngón tay, thì ông có biệt hiệu là Bát Chỉ Hòa Thượng, tức là hòa thượng có 8 ngón tay. Thì các vị hay có những cái bút hiệu như vậy, thì riêng sư ông là có bút hiệu là Ngốc Tử. Sư ông có một bài thơ mà Hòa Thượng Hộ Giác thường hay nhắc mỗi khi giảng cái bài nói về Vu Lan tình mẹ. Bài thơ đó đọc như thế này. Thật ra Pháp Hòa thuộc bài này, từ nhỏ nghe Hòa Thượng Hộ Giác đọc thích lắm, rồi bắt đầu chép ra học. Nhưng mà lâu quá không đọc, cho nên Pháp Hòa có thể một vài câu mà quên, nhưng mà xin đọc cho đại chúng nghe. Bài thơ này, bài thơ Nhớ Mẹ. Nhìn liễu rũ chứa chan giọt lệ, mình bơ vơ
nghe tiếng nỉ non, bơ vơ vì mẹ chẳng còn, từ dung trước án nét son tỏ mờ. Lật nhật ký vần thơ bỏ dở, áo còn đây mẹ nở ra đi. Vườn hoa cỏ mọc xanh rì, liếp trầu của mẹ tàn đi hai phần. Cao xanh hỡi đòn cân tạo hóa, gây chi trò bể cả nương dâu, gây chi tan tóc đau sầu, mẹ ta lạnh lẽo ta sầu đơn côi. Ngài mới nhớ lại cái câu còn đâu tiếng con ơi của mẹ, tiếng em khe khẽ ngọt ngào. Áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân. Mẹ ngài nói với ngài vậy đó, áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông kẻo lạnh thấm vào khổ thân. Rồi tiếng mắng thằng bần của mẹ, học thì lười nghịch kẻ nào hơn. Nhớ khi mẹ giận con hờn, mẹ lau nước mắt cho con mẹ cười, cười tha thứ những lời con hổn, lớn rồi nghe hư đốn thế sao. Mẹ ơi con nhớ hôm nào con đau mà mẹ tổn hao thân gầy, mẹ ơi con ốm thân gầy rồi đây, thèm nghe tiếng mẹ la rầy bên tai. Áo sức nút không cài kẻo gió, cháo nguội rồi nằm đó sao con. Bốn câu này là bốn câu nằm lòng của Pháp Hòa. Lúc còn mẹ con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Mỗi khi Pháp Hòa làm lễ cúng linh cho các bậc, các bà cụ mà ở vai mẹ đó, gia chủ lên châm trà, Pháp Hòa hay trích bốn câu này ra đọc. Trong khi người con rót trà cúng cho mẹ, Pháp Hòa hay ngâm bốn câu này. Con còn, mẹ còn đó, con còn tất cả, mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Đó là một bài thơ của Hòa Thượng. Hòa Thượng có rất nhiều thơ. Và hồi trước á, Hòa Thượng có ra một tập thơ, hình như là Tiếng Gió Vi Vu cái gì đó, đại khái tập thơ của Hòa Thượng, và trong đó những bài thơ. Trong này có một bài thơ bốn câu mà nói lên cái sự tu tập. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính, không mắc, không phân biệt gì, chỉ cần quẳng cái tôi đi, giác mê trước mặt kiếm chi cho phiền. Bốn câu thơ này nhưng mà rất thiền và rất đạo nha. Con người mình có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Tiếp xúc với sáu đối tượng. Đối tượng của mắt là hình sắc, đối tượng của tai là âm thanh, đối tượng của mũi là mùi, đối tượng của lưỡi là vị, đối tượng của thân là xúc chạm, đối tượng của ý là phân biệt. Như vậy thì sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý có sáu đối tượng. Cho nên Hòa Thượng nói sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính, không mắc, không phân biệt gì. Không dính không mắc là sao? Thấy sắc thì là sắc thôi chứ đâu dính. Nhưng mà cái gì mà không dính thì nó là cảnh chứ nó không phải trần. Ví dụ quý vị thấy bình hoa đẹp, biết đẹp thì là cảnh thôi. Bình hoa đẹp nhận diện là đẹp vì nó là đối tượng của mắt. Đẹp thì con thấy nó đẹp. Nhưng nếu mình khởi thêm chút nữa, lát nữa lén lén bưng chậu bông này về,
Rồi khi mình chưa kịp bưng cái có người phỏng tay trên, trời ơi tức tối, thì bây giờ cái bình hoa này nó thành ra trần. Hồi nãy là cảnh thôi, nhưng nếu mình vướng nó, mình hệ lụy với nó, thì tức khắc bình hoa nó là trần. Như vậy thì cũng là nó, nhưng hễ không mê thì là cảnh, mà hễ đắm mê là trần. Vậy quý vị học đem được một danh từ Phật học, thế nào là trần cảnh, xin lỗi, sắc cảnh, và thế nào là sắc trần. Mình gặp cả ngàn cô ở trong hội trường này, nhưng mình không có vướng mắt cô nào hết. Cô nào đi ngang mình cũng biết, nhưng mà mấy cô đó là gì, cảnh hay trần? Cảnh thôi. Còn nếu mình đi theo mình thấy, này cô em bắt kỳ nho nhỏ xin số phone, thì bắt đầu cô đó thành gì? Thành trần. Cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, mình nghe, mình biết nhưng mà không đắm chìm, thì cái tiếng đó là thanh cảnh, chứ không phải là thanh trần. Cho nên sáu căn tiếp múc sáu trần, không dính không mắc, không phân biệt gì. Không dính không mắc, chẳng phân biệt gì hết. Tại vì thường thường cái thức của mình nó phân biệt, tại vì trong bên cạnh cái thức nó có cái mình chứa sẵn rồi. Thí dụ mình đã từng thấy hoa cúc, cho nên cái hoa cúc mình đã từng thấy nó nằm trong cái tàng thức của mình, cái memory của mình. Thì khi mình vừa thấy cái hoa cúc hôm nay thì mình móc cái hoa cúc của bữa trước mình thấy đó, đem ra so sánh liền. Mà cuộc đời này có so sánh là có phân biệt, mà có phân biệt là có vướng mắc. Chưa nói người ta làm sao, người ta phiền mình nữa. Thí dụ như mình nói, sao con tôi không giống con người ta? Tại vì mình thấy con người ta giỏi quá, mình thấy con mình dở, cái mình đem mình so sánh. Mà cái tật mình so sánh xong phải nói, mày không giống con nhỏ kia là có chuyện đó. Sao em không giống vợ người ta là mệt rồi đó. Không? Cho nên sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính không mắc, không phân biệt gì. Chỉ cần quẳng cái tôi đi. Cái tôi là gì? Cái tôi là cái ta, mà cái mình dính với nó đó. Quẳng cái mình dính đó, thì giác mê trước mặt, trước mặt mình là giác, là mê, không có bị phiền muộn gì hết. Giác mê trước mặt, kiếm chi cho phiền. Cái gì tỉnh mình biết tỉnh, cái gì mê mình biết mê. Cho nên khỏi cần phải tìm kiếm gì nữa, không cần phải tìm kiếm gì nữa, tại vì nó ngay trước mặt đó. Bài thơ thứ hai Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng, với Hòa Thượng, thì có dịp quý vị có thể muốn biết thêm của thơ của Hòa Thượng, quý vị có thể Google. Hình như trang nhà, có một trang nhà Quảng Đức có ghi cái đó. Thưa đại chúng, khi mà mình đi sinh hoạt trong Phật Pháp á, thì người ta sẽ hỏi mình đi chùa làm cái gì. Hễ mà nói, mà hãy nói tới Phật giáo á, là cái chuyện đầu tiên người ta phải nghĩ tới là tu. Không cần biết là mình mới vô, mình vô lâu gì hết á, nhưng mà người ta hỏi anh đạo gì, chị đạo gì, nói giờ tôi Phật giáo là ta nghĩ tu. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống của chúng ta, cái tu rất là cần. Mà tu thì không phải riêng cho đạo Phật, ai cũng cần tu hết. Tại vì tu là mình sửa chỉnh, chứ không phải là mình làm gì ghê gớm đâu. Hồi nãy hình như Pháp Hòa có lướt qua có một câu, bạn con hỏi con đi chùa làm gì, con nói con đi chùa dự khóa tu. Bạn con nói bà không cạo đầu mà tu cái gì. Rồi bây giờ câu hỏi là, thưa thầy, bộ đi tu phải cạo đầu thiệt hả? Đi tu có cần cạo đầu không? Đó. Trừ khi nào mình muốn đi xuất gia thì mình mới phủi tóc, còn mình là xuất gia thì khỏi, bỏ thêm dấu sắc thì khỏi. Còn nếu mình cất đi dấu sắc là xuất gia. Cho nên xuất gia với xuất giá có thêm cái dấu, mà hai cuộc đời nó khác lắm nha. Xuất gia thì thênh thang, mà xuất giá là sao? Cái đó quý vị tự trả lời ha. Về tối nay mình thiền, từ kể từ khi mình xuất giá, cuộc sống mình ra sao? Có chật hẹp hơn không?
Cho nên á, chỉ cuộc đời nhiều khi mình khéo á, mình khéo để một cái dấu thôi, và hay là khéo bớt một dấu thôi là mình khỏe. Ví dụ như mình khéo tu, còn không mình để cái dấu huyền vô đó cái nó thành tù. Tu với tù nó sát bên vậy đó. Nhiều khi mình vô tu nhưng mà tu càng không giải thoát thì càng tu càng ở tù. Xuất gia mà tâm không rộng rãi thênh thang như người xuất gia mà khó như người xuất gia. Thí dụ vậy. Cho nên hồi nhỏ mà nhớ có cái bài hát Đời Tôi Cô Đơn. Quý vị nhớ bài đó phải không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, phải không? Chứ Pháp Hòa mới nói nếu mà chữ tôi á, đời tôi cô đơn mà chỉ cần thêm một chữ vô đó thôi, chữ H vô chữ tôi á, thành chữ gì? Thôi. Hồi đó mình chưa có chữ H vô đó, đời tôi cô đơn. Bây giờ mình thêm một chữ H vô thôi, cái tự nhiên câu nó khác liền. Đời thôi cô đơn. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ấn tu. Tôi tu, tôi quyết đem tình thương chuyển hóa mọi buồn đau, mang an vui cho cuộc đời. Tôi tu, tôi gì quên rồi. Lo chi muôn kiếp luôn dở dang, nên suốt đời em mãi than cô đơn than buồn đau. Rằng nghe tôi đi chớ yêu riêng cá nhân ai, làm như tôi đây đem tâm thương khắp muôn loài. Rồi em sẽ hay thế giới đầy đắng cay, thế giới đầy u sầu sẽ trở thành tinh đố ngay. Chơi cho vui thôi nha. Tại vì người ta ngoài đời người ta đi chơi, mình không được đi chơi thì mình tu chơi. Và tu chơi lâu lâu mình hát một chút vậy cho nó vui, để nó làm vui cái cuộc sống tu tập của mình, và mình tiếp tục đi, phải không? Khi nào mình mỏi chân thì mình dừng lại một chút đó. Mình dừng lại một chút để tiếp tục đi tiếp. Hồi nhỏ mình đi sinh hoạt gia đình Phật tử á, thì mình được học một cái bài hát gì 1, 2, 3. Rồi mình ối cha là mỏi chân rồi, ngồi đây nghỉ một chút thì tiếp tục đi tiếp. Rồi thì đại khái những cái bài hát đó nó khuyến tấn mình. Thì trong cuộc sống tu tập cũng vậy. Tức là tu không phải là rủ rượi ha, tu không phải rủ rượi, mà tu là mình có được một cái tâm lực mạnh mẽ, hạnh phúc và rất là tích cực. Cầm lên một bó rau, người mà tiêu cực á, thôi rau này hư rồi, bỏ đi. Nhưng mà người tu cũng làm vậy. Người tu cầm bó rau lên, cái nào nó héo mình bỏ, cái nào mình cắt xén, mình lượm lặt được thì mình ăn. Cuộc đời này cũng vậy. Không phải người ta có một cái dở đó là mình coi người ta hết xài. Người ta dở phần này, người ta vẫn giỏi phần khác. Người ta không dễ thương mặt này, nhưng người ta vẫn thương mặt khác. Chưa tu thì mình thấy ai cũng dở, tu rồi mình thấy dở có phần. Đỡ không? Đỡ. Hồi nãy có một vị Phật tử lên thăm Pháp Hòa, thì vị đó đang có một cái tiêu cực về bệnh tình của mình. Thì Pháp Hòa mới nói, trong cái rủi là mình bệnh, nhưng nếu nghĩ lại có mình hên không? Hên là bác sĩ tìm ra bệnh và đang cho mình những liều thuốc để trị bệnh, và thậm chí còn cho mình những máy móc để mà mình cầm theo, mình giữ được, dưỡng được. Bệnh thì không ai muốn, nhưng mà cái may mắn trong cái bệnh là mình biết được bệnh và có phương thức trị bệnh. Chưa tu thì mình nhìn cuộc đời rất là tiêu cực, nhưng tu rồi thì đâu có đến nỗi như vậy. Cho nên đó, khi chưa tu ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan, nhưng khi tu rồi mới ta mới biết nhận rằng buông bỏ mới là trí tuệ. Thường thường á,
mình nghĩ mình là khôn đó, cho nên cái gì mình cũng gom mình thâu hết đó, và mình nghĩ rằng như vậy mới khôn, mình phải níu kéo mới gọi là khôn. Nhưng mà giữa khôn với trí tuệ nó khác, tại vì khôn là mình có toan tính, có mưu đồ, có muốn chiếm đoạt. Còn người trí tuệ á, thì người ta giữ, nhưng mà nếu nó đi người ta học biết tới lúc nó phải đi. Cái người trí là người ta biết cầm bên tay này nó mỏi thì người ta sang tay này. Chứ còn nếu mà mình nghĩ mình khôn phải cầm tay phải nó mới đẹp, nhưng mà có lúc nó mỏi quá rồi đẹp với ai. Cho nên mình có hai tay, mình cầm tay này mỏi thì mình sang tay này. Nhưng mà cầm chịu hết nổi nữa, cuối cùng phải làm sao? Buông thôi. Khỏi khi nào buông? Tự con biết. Có một người đến thăm một vị hòa thượng và nói: hòa thượng ơi, con khổ quá, khi nào con mới buông được cái khổ của con? Thì hòa thượng nói: nếu con cầm một ly nước sôi, nó nóng bên tay phải thì con làm gì? Dạ con sang tay trái. Nó nóng quá bên tay trái thì con làm gì? Dạ con sang tay phải. Nếu một lúc nào con chịu hết nổi con làm gì? Nó giả buông chứ làm gì nữa giờ. Thì hòa thượng nói: vậy con khi nào con mỏi con tự con buông, chứ hỏi thầy sao thầy biết. Tự mình phải hiểu được. Mình nắm một hồi, cuối cùng mình tưởng mình khôn, nhưng mà cuối cùng buông mới là người trí. Người trí là ở cái trí ở chỗ nào? Trí ở cái chỗ là biết rằng tất cả các sự việc trên đời này mình thủy chung không nắm được gì hết. Mình nói là: trời ơi, trong tay tôi nắm cả triệu, có đâu, trong nhà băng. Còn nếu như mình mà trí tuệ nữa là mình mặc dù mình có cả triệu, nhưng mà nếu mình ngưng thở thì cũng có nắm trong tay mạng sắp với tiền nhằn bạc. Thường thường mình đi mấy cái đám mà người ta hay làm sẵn giấy tiền nhằn bạc, người ta quan niệm á, người sắp chết á, nên để vô tay họ một xấp giấy tiền nhằn bạc cho họ cầm trong tay rồi họ có tiền để đi. Nhưng mà mở ra giấy không chống à, rồi in số này kia kia nọ, mình muốn làm gì mình làm không sao hết. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời này mình không có nắm được gì hết. Mình có tạo ra được bao nhiêu thứ, nhưng mà thực chất là mình không nắm được. Và thậm chí mình đang đi một chiếc xe cả trăm ngàn, hỏi xe của ai? Xe của tôi. Và thậm chí tôi đứng tên, nhưng mà thật sự chiếc xe đó trả chưa hết, pay chưa off, thì chiếc xe đó, cái tên trên cái tờ giấy là gì? Tạm hay thiệt? Tạm thôi. Mình mua nhà mà cái mortgage mình chưa trả hết thì tờ giấy cũng có tên mình vậy, nhưng mà nhà băng họ chưa trả mình hết cái giấy tờ đâu. Khi nào mình thật sự mình pay off thì mới có. Cho nên Pháp Hòa ở chùa ha, mỗi lần Pháp Hòa ghi tên cầu an cầu siêu, xin đại thưa, xin sám hối đại chúng, Pháp Hòa có một cái quán à, tên mà ghi trên cầu an á là tạm, danh sách này mới mãi nè. Cứ hễ năm mà mình tới cái mùa Vu Lan mình nhận một số danh sách cầu an, tới hồi Vu Lan năm sau, ủa sao vài tên chuyển qua đây rồi. Như vậy thì cầu an là tạm, cái danh sách cầu an chỉ là tạm thôi, mà cái danh sách cầu siêu mới là mãi mãi đó, vĩnh viễn đó. Cho mình hiểu được như vậy thì khi mình chưa tu, mình thường nghĩ, mình nghĩ rằng biết níu giữ mới là khôn ngoan. Nhưng tới hồi mình ngộ ra chân lý rồi thì gì? Mình biết rằng buông bỏ mới là người có trí tuệ. Cho nên giữa cái tu và cái chưa tu. Vậy tu không có phải là mình gõ mõ tụng kinh được, mình được quyền hết, không có sao hết. Nhưng mà cái quan trọng nữa là chúng ta có đủ cái tư duy, chúng ta có đủ cái quán chiếu để chúng ta buông bỏ. Mà buông bỏ thì tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ ra. Và nhẹ ra thì là tu chứ gì đâu. Hồi đó mình chưa có phải nhẹ như vậy đâu, tại mình cố chấp lắm. Mình cố chấp lắm. Cho nên cái chữ xả trong Phật giáo, xả nghĩa là gì? Không có chấp. Không có chấp là xả, chứ không phải đợi ôm mấy chục năm rồi bắt đầu mới kiếm cách xả. Cái đó xả nhưng mà nó còn dính, tại vì mấy chục năm mà nó dày lắm, muốn xả không phải dễ. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều,
Nhưng khi tu rồi ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn. Mình nghĩ mình thu gom mới nhiều, nhưng mà thật sự ra mình cho mới giàu. Tại vì mình gom, nhưng mình gom nhưng mà nó cũng chừng mực thôi. Còn mình chia sẻ, mình trang rãi cái giàu có, nhất là tuệ giác. Ví dụ như giờ đại chúng có 1 đồng, quý vị cho quà 1 đồng, cái quà có 1 đồng và đưa lại 1 đồng, thì hai người cứ làm sao, cứ 1 đồng đưa qua đưa lại thôi. Nhưng mà nếu cái gì Pháp Hòa hiểu biết á, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, đại chúng có hiểu biết gì đại chúng chia sẻ với Pháp Hòa, thì có phải hai người mình tăng không? Cái sẵn có với thêm cái của người khác. Cho nên tuệ giác học hỏi không bao giờ nghèo, nếu mình biết chia sẻ. Cho nên á, Phật giáo có thất thánh tài á, người đời thường quý 7 thứ tài sản: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, xích châu. 7 thứ mà người đời quý. Nhưng mà người tu tập á, thì quý 7 thứ, trong đó là tính, văn, tàm, quý, tuệ, định, niệm. Nếu mình có được 7 thứ tài sản đó, thí dụ như mình có một tài sản biết lắng nghe, người ai nói cái gì mình phải lắng nghe, nghe cho trọn thì mình hiểu được hết câu chuyện, mà nghe không trọn thì mình hiểu không hết. Mình thiếu đi một cái tài sản, một khả năng rất lớn, đó là biết lắng nghe. Cho nên nếu hôm nào mình phát hiện ra sau lúc này mình chịu khó lắng nghe, biết lắng nghe, là mình biết rằng mình đang có một tài sản của Bậc Thánh. Tài sản của Bậc Thánh là biết lắng nghe. Cho nên mình mới đưa Đức Quan Âm lên là một biểu tượng của Bồ Tát biết lắng nghe. Mình đưa Đức Phổ Hiền lên, một Bồ Tát thực hiện mọi cái hạnh nguyện. Mình đưa Đức Văn Thù lên, một Bồ Tát của trí tuệ. Cho nên tất cả Phật Bồ Tát hình tướng quý vị thấy, tên gọi là một biểu tướng, một biểu tượng, để cho chúng ta nương vào đó, chúng ta đi trọn trong cuộc sống này. Tại cuộc sống này không phải chỉ thương không là đủ, không phải chỉ cần Đức Quan Âm không là đủ, mà cuộc sống này cũng cần Đức Văn Thù Sư Lợi, biểu tượng của trí tuệ. Cuộc sống này cũng cần biểu tượng của Đức Địa Tạng, tượng trưng cho đại nguyện kiên trì. Giống như mình gặp nhau, mình nói thương nhau mà mình không chịu làm gì nữa hết á. Thương nhau là hạnh nguyện của Quan Âm rồi, nhưng mà thôi giờ thêm đức hạnh nguyện của Phổ Hiền coi. Đi làm về, vợ cũng làm, mình cũng đi làm, về thấy cái xinh chén chưa rửa, xăng tay vô rửa. Thấy nồi cơm hết chưa nấu, mình nấu nồi cơm phụ. Làm được việc gì giúp cho vợ, sau khi đi học đi làm về, vợ về thấy cái không khí mát mẻ của nhà bếp, sạch gọn của nhà bếp, tự nhiên cũng phấn khởi. Vợ cười hoan hỷ, Di Lặc có mặt, say qua cảm ơn Bồ Tát Phổ Hiền. Hỏi sao mà anh làm gì rửa chén cho em vậy? Tại anh thương sợ em cực khổ, lát về nấu cơm. Quan Âm nhận ra được rằng một lát, một đống chén chưa rửa, một nồi cơm chưa nấu, đống rác chưa hốt, ngày hôm qua hồi sáng này ăn sáng lật đật quá còn ngổn ngang trên bàn, ý thức được việc đó, làm liền việc đó, Văn Thù Sư Lợi. Một action, một hành động thôi. Chưa tu thì chẳng thấy gì để làm, tu rồi thấy quá trời việc để làm. Có phải không? Tu đó. Có nhiều khi người không muốn làm, hỏi sao không phụ, tôi thấy có gì đâu làm. Người không muốn làm là không thấy có gì để làm hết. Người mà muốn làm thì đi đâu ngõ nào cũng thấy có việc để làm. Thưa thiệt với đại chúng, nhiều lúc có quà muốn cancel hết các khóa tu, các buổi giảng để nhà dọn dẹp. Tại vì đi đâu mình cũng thấy việc để mình phải làm hết á. Đi ra đi vào, đi trong đi ngoài, đi lên đi xuống, thấy rất nhiều cái phải cần dọn. Cho nên người muốn làm thì tu tập là vậy thôi. Hồi xưa mình chưa khai quang điểm nhãn, thỉnh tượng Phật về cứ nhờ bưng lên chùa, nhờ thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật cho con. Tượng mà mắc gì khai quang, tôi cần khai quang cho ông.
tôi cần điểm nhãn cho ông. Cho nên Phật tử mà bưng tượng lên chùa nhờ khai quan điểm nhãn mà nói rồi Pháp Hòa cũng làm, cũng dễ dễ cho anh ta tin. Nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói á, đây, biết tượng gì không? Dạ, tượng Quan Âm. Thờ Quan Âm là phải nhẫn nại, phải từ bi. Thấy cây này cây gì không? Dạ, cây dương liễu. Dương liễu là tượng trưng cho mềm mỏng, biết uyển chuyển, biết tùy thuận. Bình nước này cam lồ phải không? Trúng độc uống hết phải không? Bình nước này là cam lộ, là thanh lương, là mát dịu, tượng trưng cho dập tắt não phiền. Kể từ hôm nay, gia đình của anh, của chị thỉnh Đức Quan Âm về thờ, nhớ học hạnh từ bi của Ngài, học hạnh nhẫn nại của Ngài, học hạnh uyển chuyển tùy thuận của Ngài. Thờ Quan Âm xong, hiểu biết về Đức Quan Âm, khai quang chưa? Khai quang, điểm nhãn rồi. Cho nên tượng Phật á, mình không có đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật, Phật mới đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho mình. Còn quý vị muốn đem lên chùa nhờ em khai, em cũng làm. Em không làm nói em không linh. Nhưng mà cái chúng ta cần phải khai quang điểm nhãn cho người Phật tử khi thỉnh Phật về thờ, bất cứ tượng Phật nào, tượng Phật nào cũng có đề tài để mình nói hết á. Tượng Đức Thích Ca, tượng Đức Di Đà, tượng Đức Quan Âm, tượng Ngài Văn Thù, tất cả biểu tướng của các ngài, từ cái gương các ngài cầm, từ hoa sen. Tại sao Phật ngồi hoa sen? Đơn giản thôi, nhiều thứ để nói, nhưng đơn giản là hoa sen là loài hoa không nhiễm bùn. Ở trong bùn mà vượt bùn thì là hoa sen. Người Phật tử sống trong đời sống biết bao nhiêu những cái trược ô phiền não, nhưng ráng vượt được tất cả phiền não đó để được đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Cho nên mình chưa hiểu đạo á, thì mình chưa thấu đáo. Cho nên đạo cũng có, mà thấu đáo về đạo thì chưa. Khi mình tu tập, mình hiểu được rồi, mình thấu đáo được cái đạo lý. Vì chứ đạo bây giờ bắt đầu mình thông ra, đây là đạo lý. Đạo lý để mình sống. Mà Phật giáo là cung ứng cho mình, cho con người. Cho nên nơi nào còn con người khổ, nơi đó có Phật giáo. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không? Ngoài tham lam sân hận ngập trời, ở bên ngoài đó tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà chỉ cần có gì, có cái gì phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ đó nó tối tăm, nhưng mà chỉ cần bật ánh đèn lên là cái tối tăm ngàn năm đi nữa nó cũng sẽ mất. Nếu cái phòng đó, cái nơi chốn đó 1000 năm tối tăm, nhưng mà chỉ cần một ánh đèn lóe lên thì bóng tối phải xua tan. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của mình ngồi ở gội Bồ Đề, một ánh sao mai vừa mọc đạo cả viên thành. Đi xuất gia thì đi trong đêm tối, mà thành đạo thì khi bình minh vừa tỏ rạng. Đặc biệt không? Chạy vì khi nào đêm tối thì con người mới lóe lên cái ánh sáng, cái giác ngộ. Cho nên nhiều lúc khổ đau cũng chưa chắc là không tốt. Nhờ có khổ đau cho nên mình mới ý thức. Cho nên có một hòa thượng nói một câu rất chân lý không? Tu không phải hết khổ, hết khổ lấy gì tu? Nghĩa là mình tu để mà mình nhận diện nó, để mình ôm ấp và vượt khổ. Chứ còn cuộc đời này hết khổ này tới khổ khác, hết đau răng tới đau chân, hết đau chân tới đau lưng. Đó. Mua thuốc dán, dán cái lưng, dán cái chân, nhưng mà đâu mua thuốc dán được dán cái miệng. Nó nhức răng, nhức răng không dán thuốc dán được, phải thuốc khác. Cho nên khi mình chưa có tu tập thì mình không thấy cái gì để phải quan tâm. Nhưng khi tu tập rồi thì thấy nhiều thứ thể
Chữ quan tâm là không phải dính bận, mà là chúng ta biết sống, biết hành xử. Khi tưa tu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình. Mình nghĩ mình vượt qua người khác mình mới mạnh, nhưng thật sự không phải. Mình thắng ngàn quân ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình. Vì chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Quý vị có tin là thắng mình khó không? Khó lắm. Nổi một cái chuyện tham thôi. Đó, mình đang đi làm nè, tiền lương bổng cũng đầy đủ để sống bình thường, rất là hạnh phúc, rất là bình thường. Nhưng nếu có ai đó đến rủ mình hùng hạp một cái chuyện làm ăn mà mình cảm thấy như là trời ơi, nó dễ còn hơn uống nước nữa, đưa tôi 100 đi, tuần sau lấy 5,000. Trời ơi, nếu mà nó dễ vậy, người ta về người ta kêu bà con quyến thuộc người ta chứ làm gì tới phiên mình. Vậy mà cũng nghe. Thiệt sự đại chúng là rất nhiều em trẻ, bạn trẻ lên nói chuyện với Pháp Hòa mấy cái việc đó, thì Pháp Hòa đâu có làm gì được. Pháp Hòa chỉ hỏi một câu thôi: sau khi mà em thất bại như vậy á, thì em có ngộ ra được một cái gì ở nơi mình không? Tại sao mình khổ như vậy không? Chỉ vì một cái gì? Cái tham thôi. Em vẫn đang đi làm bình thường, tiền lương bổng em đủ sống mà. Em đâu có... Thật sự ra nếu mình sống bằng lòng với cái tiền lương đó, là mấy chục ngàn mình để trong ngân hàng nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng chỉ vì một chữ tham thôi. Mà bây giờ nè, tiền nhà băng không còn đồng nào, rồi đi mượn thêm người thân ngân hàng phải trả nợ nè, rồi vợ chồng phải lấn cấn với nhau nè, rồi bạn bè bắt đầu xỉ vả mình vì trả tiền không đúng hạn, chỉ vì một chữ thôi. Thì cái điều đó đó, Pháp Hòa ví dụ với cái em đó. Pháp Hòa nói á, ví dụ như em ăn một cái món ăn mà em biết là em không ăn được, nhưng mà tại vì em tham ăn, em ăn vô rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra trong cơ thể của mình? Đau bụng, bệnh tật. Có nhiều lúc chỉ một miếng ăn thôi mà mình bệnh. Bệnh không phải một cơ thể mà 2-3 bộ phận trong cơ thể nó ảnh hưởng đến mình. Chỉ vì một miếng ăn. Nhịn ăn mà khỏe. Chứ cuộc đời này không phải ăn nhiều là tốt đâu. Có những lúc mình nhịn ăn mình mới khỏe. Cho nên bữa nào quý vị cảm thấy mệt, nhịn ăn, nhưng mà vẫn uống nước. Uống để nó thanh lọc. Uống để thanh lọc cơ thể, nó tẩy ra hết những cái nó đang chứa trong cơ thể mình, trong bao tử mình. Chừng 2-3 ngày. Rồi muốn học cái công thức thanh lọc cơ thể, mình có thể tìm những cái cuốn là thanh lọc cơ thể. Người ta có những cuốn sách, người ta chỉ dẫn cho mình cái cách thanh lọc cơ thể qua cái sự nhịn ăn của mình. Tại vì mình ăn nhiều thì mình sẽ chất chứa quá nhiều và nó không tiêu hóa kịp, bắt đầu nó phát bệnh. Thì khi mà mình chưa tu, nghĩa là mình sống mà mình nghĩ rằng mình vượt qua được người. Thí dụ như nè, mình lái xe, trời ơi, mình lái xe mình lấn được một chiếc thì mình mừng húm vậy đó, mà ra được tới đường mấy chục chiếc ở đằng trước, cả trăm chiếc đằng trước, hơn con xe thôi mà mừng dữ lắm. Nhiều lúc vậy đó. Thì mình ra được tới ngoài á, mình rồi mình ra được đi, rồi cuối cùng mình nhận ra được chân lý cái gì? Mình hơn được một người, mình vẫn đứng sau cả trăm cả ngàn người. Tại vì thủy chung cuộc đời này, cái trước sau nó không hết. Mình thấy mình trước, mà thiệt trước mình còn có trước. Mình thấy mình sau, nhưng mà thật sự sau mình còn rất cái sau. Vừa rồi Pháp Hòa giảng cho mấy em trẻ trong một khóa tu mùa xuân, thì có một em hỏi Pháp Hòa chứ: how to control our temper, hay là control những cái desire. Thì Pháp Hòa mới nói, thường thường mình không có sử dụng cái chữ control nhiều. Tại vì control nghĩa là gì? Là một hình thức mình đè nén, cố gắng. Nhưng mà Phật giáo mình tu tập á, là mình tiếp nhận nó, xong cái mình manage. Nghĩa là mình vẫn ăn,
chứ không có nhịn. Nếu mình cố mình ăn được mà không cố ăn thì mình bệnh. Ăn mà ăn vừa chừng. Cuộc sống của mình đó là quan trọng là moderate, tức là mình quân bình cái ăn cái mặc. Không phải là mình hành thân ép sát để gọi là tu. Không phải một ngày mình phải hành trì bao nhiêu đó gọi là tu. Được, nhưng mà nếu mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình cực nhọc với nó thì cái pháp đó nó không phải là cái pháp mình tu. Nếu mình quân bình trở lại đi, mình vẫn tu vậy đó. Ví dụ như người ta có khả năng người ta lại Đức Quan Âm 500 lại một ngày, gọi là ngũ bách danh Quan Âm. Bây giờ sức khỏe mình không có, mình lại được 200 thôi, thì mình cứ lại 200, rồi mai mình lại nữa. Cái quan trọng là mình tu làm sao mà nó vừa chừng cái tầm khả năng và sức khỏe của mình, để mình còn duy trì được sự an lạc, sự khỏe mạnh. Chứ không phải là mình làm bao nhiêu để lấy điểm. Chưa bao giờ nghe ai thành Phật mà nhờ ăn chay bao nhiêu ngày, nhờ tụng bao nhiêu bộ kinh đó. Điều đó tốt, ăn được chừng nào tốt chừng nãy. Nhưng đừng có dính mắc với nó, đừng có nghĩ mình phải làm. Mà cái control là mình phải cố gắng mình manage thôi. Ai cấm mình không có nhu cầu, nhưng mình nhu cầu thì nó đỡ hơn tham cầu. Cho nên đó, Pháp Hòa thì thường các bạn trẻ, hồi đó Pháp Hòa dưỡng mấy bạn trẻ đó, một tuần cho chơi game một lần. Nhưng mà Pháp Hòa không có dẹp game. Tại dẹp đó, nó không có đó, nó tơ tưởng. Để đó thấy mà không muốn. Cho nên rồi một tuần lễ chơi game được ngày thứ sáu một tiếng. Từ thứ hai tới thứ năm mà bắt gặp chơi game, thứ sáu trừ điểm trừ giờ khỏi chơi. Con muốn nào? Phải không? Nếu mà con hoặc là phạt nắng nữa là 2-3 tuần không được chơi. Cho nên có nhiều người á, kẹo để đó nhưng mà không được ăn bừa bãi. Nghĩa là để đó khi nào tới giờ tới phút được ăn. Có nhiều người còn rõ ràng hơn, bên cạnh hũ kẹo có cây roi. Trời, khi mình chưa tu và khi mình tu. Vậy thì cái chữ tu ở đây là gì? Tỏ sáng. Và có thể mình điều phục được tất cả những tâm ý của mình. Cho nên thí dụ như mình vẫn tiếp xúc, nhưng mà mình tỏ sáng được cái tâm ý đường tu của mình, cho nên mình tiếp xúc mà không dính mắc. Và giữa cái người hiểu và cái người chưa hiểu, với giác và mê là vậy. Tu và chưa tu nó chỉ vậy. Chứ không tu rồi không có làm gì ghê gớm hết á. Nó chỉ chuyển cái cách thôi. Chưa tu thì đụng gì cũng ăn. Thí dụ vậy đó. Tu rồi ăn theo món, theo sức khỏe. Chưa tu chuyện gì mình cũng nói. Tu rồi nói những gì liên quan đến mình và nói những gì thiết thực. Đơn giản vậy thôi. Cho nên khi mình chưa tu, mình nghĩ rằng cái mạnh mẽ của mình là hơn người khác. Nhưng mà khi tu rồi mình phát hiện ra mạnh mẽ của mình là khi mình có thể vượt thắng được chính mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa học một vị hòa thượng viết trên bàn học của mình một câu: con có thể thắng rất nhiều người nhưng không quý bằng con tự thắng con. Tại vì tuổi trẻ thì mình sao? Nóng nảy, bồng bột và rất là nhanh nhẩu. Đó là tuổi trẻ. Nhưng khi mà mình nhanh nhẩu, mình bá gai thời gian rồi đó, gai nhiêu ta nhổ hết trơn, riết trụi lơ. Phải không? Thành thử lúc đó cuộc đời nó dồi dập, nó dồn dập mình, nó nhồi mình, tự nhiên bắt đầu mình đầm xuống. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, chẳng hạn như các vị mà ở khoảng tuổi 40-50 rồi, có phải thấy bây giờ mình sống chậm hơn hồi mình 20-30 không? Sống chậm hơn. Tại vì bây giờ cuộc đời này mình thấu đáo hơn rồi. Nhưng mà mình thấu tới 50 thôi à. Mà sao mẹ của mình 70 tuổi lại nhẹ nhàng hơn mình nữa? Tại vì mẹ có tới 70 năm thấu đáo rồi. Không? Cho nên á, trái cây mà càng già càng chín thì nó làm sao? Càng ngọt. Trái cây mà càng già càng chín thì càng ngọt.
Mà trái cây mà nó còn sống nhăn thì thấy nó giòn, nó xanh tươi vậy đó, nhưng mà thật sự cái chín ngon của nó có không? Không. Thì người xưa người ta lấy cái đó để làm ví dụ gì? Ví dụ cho người lớn tuổi. Một người lớn tuổi thì người ta có đủ kinh nghiệm của cuộc sống, có đủ những cái nhìn xa, nhìn thấy vậy đó, héo héo vậy đó, giống như xoài vậy, thấy da nhăn nhăn héo héo vậy không, mà gọt ăn thì rất ngọt. Người già thấy vậy chứ, người ta có những cái sâu sắc, những cái thâm sâu, những cái kinh nghiệm. Còn mình trẻ không đủ. Trẻ thì bất quá nhìn rất xanh, ăn thì rất giòn, nhưng mà thật sự nếu nói cái ngọt, cái mịn màng của trái cây đó không bằng. Cho nên thường nó chín cây ngon hơn chín ép. Đơn giản vậy thôi, là người ta lấy trái cây ra tới ví dụ. Và Đức Phật còn thiết thực hơn là Đức Phật nói trên đời này có bốn dạng trái cây. Có những cái nhìn ở ngoài xanh, ngon nhưng mà ăn vô chua lòm. Có những người ở bên ngoài nhìn sống mà trong chín. Có những loại trái cây ngoài nhìn chín mà trong sống. Có những loại nhìn ở ngoài sống, ở trong cũng sống. Có những loại nhìn ở ngoài chín mà ở trong cũng chín. Người ta cũng bốn dạng người. Có những người thấy bên ngoài fantasy, nhưng mà đụng vô rồi mới biết, thấy trong ở ngoài thì chín mà ở trong sống. Giống như cơm vậy đó, bật lửa mình nấu, nấu xong bật lên cái mình kêu là chín. Nhưng dám bảo đảm không? Trừ khi nào dở nồi cơm ra, nhìn vô nồi cơm, thậm chí xới cơm và thậm chí bốc cơm ăn thử để mới biết là nó thật chín hay không. Chứ đừng lầm bấm nút là nó chín. Có đôi khi cơm gạo nhiều quá, nó vẫn đúng giờ nó bật lên, nhưng mà nó không chín là vì quá nhiều gạo, hoặc là ít nước, hoặc là cái nồi nó hư. Nhiều thứ lắm. Cho nên Đức Phật nói có những loại trái cây nhìn ở ngoài thì sống mà ở trong thì lại chín. Nhưng mà có những loại trái cây nhìn ở ngoài chín mà ở trong sống. Người ta cũng vậy. Có những người bên ngoài nhìn rất là tươm tất, ngọt ngào, nhưng mà thật sự bên trong không có, không được như vậy. Đức Phật có rất nhiều những bài kinh ví dụ như vậy. Và khi mình càng đọc, mình thấy Ngài nhắm tới đời sống của chúng ta để Ngài đưa ra những ví dụ nó thiết thực cho cuộc sống. Cho nên chữ tu trong Phật giáo nó không có cái nghĩa là chỉ thuần ở cái mặt là tâm linh, tụng kinh, ngồi thiền, gõ mõ, niệm Phật, có, chứ không phải là không nha. Nhưng mà cái mặt thiết thực của nó là chúng ta có thật sự chuyển hóa, thay đổi cái nhìn, cái sống, cái tư duy của mình. Nãy giờ mình học 2-3 câu đó, mình thấy rõ ràng nó liên quan đến cái sống, cái tư duy và cái nói. Thí dụ mình một cái tư duy là mình nghĩ mình mạnh mẽ là khi mình lấn áp người ta, nhưng mà thật sự không phải. Cái mạnh mẽ của mình là mình thắng được những cơn nóng giận và thắng chiến, thắng chính mình. Tại vì trong mình vẫn có tham, có sân và có si, chúng ta thắng được nó. Khi chưa tu, ta thường nghĩ kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái. Chưa tu thì nghĩ nói nhiều là người thông minh, tại nói nhiều để biểu lộ sự thông minh. Nhưng mà cái người mà người ta thông thái thì ta biết nghe nhiều hơn nói. Cho hồi xưa có một cái người đó, người ta làm một cái bộ tượng, ba tượng. Thì ông lấy cái sợi dây kẽm á, ông đút vô cái lỗ tai của một cái tượng á, ông hỏi đệ tử coi tượng nào quý, tượng nào giá trị. Thì có một cái tượng á, đẩy cái sợi dây kẽm vô á, thì cái dây kẽm nó đi theo, cái miệng nó đi ra. Rồi có một cái tượng khác đẩy cái sợi dây kẽm vô, nó đi theo, buộc nó đi xuống. Thì ông thầy hỏi giờ hai tượng này tượng nào quý. À, thì ông thầy mới giải thích cái tượng mà nó vô, nó nghe ở đây, ra ở đây. Tượng này nó không khó gì trọng. Vào tai là ra miệng. Người này không phải là người sâu sắc. Người sâu sắc là biết nghe
rồi biết lấy những cái nghe đó, tư duy, quán chiếu, nhìn ngó, để mình xác định cái mình nghe. Còn người mà chỉ có nghe và nói liền, người này hấp tấp, bợp chợp và không đủ khả năng tư duy, và lời nói họ chỉ nghe đâu nói đó mà không có tư duy. Có nhiều lúc á, cũng một câu nói đó, nhưng cái người kia nói chưa có được chánh niệm. Mình là người nói lại cho bạn mình nghe, mình phải lọc lược cái lời nói đó để làm chi? Để không làm sự nứt lầm, sự không tạo nên cái sự bất hòa giữa người này với người kia. Người như thế mới là người tu. Mặc dù người kia họ nói rất khó nghe, nhưng qua tai mình, mình phải gọt gãy lại. Mình làm sao cho cái message đó, cái tin nhắn đó, cái thông điệp đó đi tới người bạn thứ ba, nhưng mà nó không có phải chát chúa như cái lời đầu tiên mình nghe. Tại vì mình biết nếu mình lập ý như vậy là sự việc này nó sẽ hư hơn. Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa nghĩ rằng á, người mẹ và người vợ á, nếu mà giữa hai cha con mà gây gổ với nhau á, người mẹ mà cần nói cái gì với người cha qua thông điệp của người con, có bao giờ người mẹ nói thật hết những gì mà ông già nó mới nắng đó đâu. Người mẹ mà tới đứa con rồi là gọt lại hết những cái gì mà ông mắng mỏ thằng con đó, nói gọt lại hết, mà thậm chí ông còn, bà còn thêm gia vị nữa. Ba con nói con vậy chứ ông thương con lắm, ông nói ông lo cho con ông mới lo chứ, mà thật sự là nám đâu nói vậy, ông nói thằng quỷ này đâu chết khúc cho rồi. Nhưng mà mẹ nào đi nói vậy với con, ba mày nói mày vậy không? Tại vì sao? Vì người mẹ có tình thương, có tuệ giác. Mà tình thương và tuệ giác là sự tu tập. Mình không cần phải nói chữ tu gì hết, nói đạo gì hết, nhưng mà nếu mình có đủ cái trí tuệ để mình gọt những cái lời nói đó lại, để mình đưa cái thông tin cho một người khác, nó phải khác chứ. Không lẽ bây giờ xin phép đại chúng, thí dụ người ta tặng mình ăn gì, mình trước khi mình đưa cho cả nhà mình ăn, mình có lấy cái muỗng mình nếm miếng không? Nếm chi? Coi mặn, ngọt, cay, xé làm sao để bắt đầu mình gia vạm lại. Trước khi mình, rồi người ta nấu bún Huế rất là ngon, nhưng mình ném vô mình thấy cay quá, giờ cho con mình ăn không được. Một là không cho nó ăn, hai là phải thêm nước, thêm sau đó để cho con mình nó không quá cay. Đơn giản vậy thôi. Trước khi mình ăn cái gì mình ném miếng, để mình biết cái người mình sắp cho ăn họ có ăn được món này không. Có thể nó quá ngọt, quá mặn, quá lạc như thế nào đó, quá cay như thế nào đó. Thì cái người tu tập nó cũng y chang như vậy thôi. Thì hôm nay một lần nữa Pháp Hòa được thăm đại chúng. Mình không nói việc gì quá xa vời, nhưng mà chúng ta nói một cái việc rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Và đại chúng cứ nhớ là cái chữ tu nó không phải là một cái gì mà chúng ta cao quá mình với không tới đâu. Mà chỉ cần chúng ta trở về, chúng ta nhận diện chúng ta cần làm gì cho cuộc sống của mình nó an lạc hơn, nó thanh thản hơn, nó thanh tịnh hơn, tự động mình phải làm thôi. Giống như mình bước vô nhà mình thấy quá trời rác, tự động mình phải biết mình phải dọn như thế nào để cho căn nhà này nó sạch, nó gọn. Điều đó không cần phải đặt cho ai cao xa gì cả. Người nào cũng muốn nhà mình sạch, nhà nào cũng muốn, người nào cũng muốn nhà mình mát mẻ, sạch gọn, gia đình hạnh phúc. Thì tự chúng ta phải cắt xén, thêm thắt làm như thế nào trong cái chánh niệm từ bi, tình thương và hiểu biết của mình. Tu như vậy, tu hoài, tu mãi và tu không chán. Và không cần phải ráng tu. Không ai nói để tu ráng sống để nhà tôi hạnh phúc. Không ai, hạnh phúc là một cái việc nó rất bình thường trong cuộc sống. Chỉ quan trọng là anh có into, có được với nó hay không thôi, chứ đâu cần làm gì đâu. Tu tập cũng như thế. Thôi chúng ta hết giờ, cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, mà
ngày mai sáng theo chương trình là Pháp Hòa được gặp đại chúng lần nữa, thì những câu hỏi của hôm qua với hôm nay mình sẽ để lại để làm cái buổi sinh hoạt cho sáng ngày mai. Tối nay như vậy cũng đã đủ. Và để đáp ứng một yêu cầu thôi, con nghe Pháp Thầy được 15 năm hơn, và lần đầu được gặp Thầy trong hiện thực, mong hôm nay Thầy hát cho con xin một hát cho con một bài. Vậy thôi, mình đáp ứng thôi ha. Xin cúng dường đại chúng bài Sinh Sự. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Bài hát rất là đơn giản, chỉ có hai chữ sinh sự và sự sinh ha. Đại chúng mình học bài này để mỗi khi mình sắp sửa sinh sự với ai, hay là mình nói tại anh sinh sự không? Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Và xin cúng dường đại chúng một câu vọng cổ. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, cho lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi, lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã xớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tà. Vui vì con mình nay đã sởn sở ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Dạ, giữ đúng lời hứa một câu thôi. Trời, xin đại chúng chắp tay đọc theo Pháp Hòa nha. Pháp môn xin nguyện học, pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, phiền não
quả Phật xin chứng nên. Cảm ơn đại chúng. Và theo chương trình, ngày mai sáng có qua gặp đại chúng ở chùa Viên Thông tại hội trường này, và chiều ngày mai lúc 6 giờ thì ở chùa Hương Lâm. Đó là hai thời của ngày mai. Cảm ơn đại chúng.